Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần mà phần pháp trì quán mà chúng ta bị dở dang cho ngày hôm qua. Trong tay của Chư Tăng Chư Ni, hôm nay chúng ta có đầy đủ các ba bài mà nhờ quý Phật tử cô Lý Duyên, cô Mỹ và các quý Phật tử Quang Hỷ đã in ra copy ra cho Chư Tăng với cái Chư Ni. Chúng ta có được ba bài phải không nào? Và thứ nhất là bài kinh Tứ Niệm Xứ. Bài kinh thứ hai là Tứ Niệm Xứ áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Bài kinh thứ ba là bài kinh nhập tức và sổ tức niệm, và bài kinh đó Anapanasati đó là kinh là sổ tức quán đó. Chúng ta có được ba bài phải không nào? Được chưa? Rồi cái bài kinh mà Tứ Niệm Xứ đó là bài kinh sẽ trình bày hết tất cả những phần chi tiết về cái phần nội dung và chi pháp ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật ngài thuyết giảng được rút ra ở trong phần Trường Bộ Kinh với phần Trung Bộ Kinh. Bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì đằng sau cái bài kinh Tứ Niệm Xứ với cái phần mà bài kinh Tứ Niệm Xứ áp dụng trong đời sống hàng ngày đó thì nó có cái phần mà gọi là 26 ăn đức thiền. Và do đó các chư tăng với chư ni nhớ để ý cái phần mà 26 ăn đức thiền đó, để chúng ta biết cái giá trị sự tu tập thiền đó thì nó có những cái ăn đức nào để chúng ta biết đó, cái phần đó. Rồi cái phần nữa là cái phần mà chúng ta quan sát về hơi thở, theo dõi về hơi thở đó, thì ta thấy con đường mà thọ tùy quán, tâm tùy quán và pháp tùy quán. Ba cái bài đó là sư trích lược ra, soạn dịch ra ở trong những cái tác phẩm chính ở trong phần kinh tạng. Và cái phần này á, là cũng là cái phần mà bổ túc cho cái lớp học của chúng ta cho nó đầy đủ. Vì khi chúng ta với cái thời gian mà chúng ta ở trên đây, chúng ta không có thể nào và diễn giải ra hết được đầy đủ chi tiết và theo nhu cầu của một cuộc khóa học. Thường thường á, khóa học á, thì nó đòi hỏi nhiều chi tiết lắm. Nhưng mà với thời gian chúng ta tu học đây, chúng ta phải đi song đôi, vừa học và vừa đọc thêm. Vậy nó mới có kịp và có nhiều cái kết quả hơn và lợi ích. Hôm nay chúng ta đi vô trong cái chương trình mà pháp tùy quán mà chúng ta cần phải nắm bắt nữa một phần. Rồi sau đó thì cuối giờ chúng ta tổng kết lại sự ôn tập cái Tứ Niệm Xứ này lại để ta áp dụng. Chiều nay chúng ta qua pháp hành rồi, chiều nay chúng ta có phần thực tập phải không nào, chiều nay chúng ta có thời giờ ta ngồi thiền. Rồi ta thời gian ta ngồi thiền đó thì theo ý kiến của ban tổ chức trường hạ đó thì có ý kiến là sau khi ta ngồi thiền đó thì còn khoảng chừng nửa tiếng sau thì chúng ta xả thiền ra thì những cái gì mà thắc mắc trong khi ta ngồi thiền đó, ta thắc mắc có điểm gì đó ở trong lúc mà ta ngồi thiền đó, tâm ta sở sanh lên về thọ tâm tâm pháp đó, thì ta có nêu lên câu hỏi, ta giải đáp liền tại đó cho nó kịp và ta rút lấy đó cái phần kinh nghiệm. Rồi sau đó đó thì khi các quý chư tăng chư ni về các chú xứ của mình đó, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thêm hay là chúng ta tiếp tục thực hành thêm, trau dồi thêm thì lấy thêm nhiều kinh nghiệm hơn, thì sẽ có kết quả nhiều lợi ích hơn ha. Chúng ta là như vậy. Ở trên Virginia thì mỗi chủ nhật á, thì sư có hướng dẫn cho các số Phật tử họ học đó về Abhidhammattha Sangaha thì bắt đầu vô học đó từ 2 giờ cho tới 5 giờ chiều. Thì trong thời gian học suốt như vậy đó thì xoay quanh cũng vấn đề mà các về tâm, tâm sở, tâm pháp vân vân. Rồi sau đó đó thì từ 5 giờ đó thì cho Phật tử ta ngồi thiền cho tới 6 giờ. Sau khi 6 giờ ra xả thiền ra đó thì cho Phật tử ta nêu câu hỏi, có khi người ta nêu câu hỏi tới 7 giờ rưỡi, là từ 6 giờ ta nêu, có nhiều khi cần phải mổ xẻ sâu vô cái phần chi tiết đó thì nó kéo dài thời gian hơn. Theo đó có khi thì không có gì quan trọng á thì 6 giờ rưỡi là mình ra về được, có khi thì 7 giờ, có khi 7 giờ rưỡi mới ra về được. Do đó đó thì ở trên đó đó họ có điều kiện mỗi một tuần á họ rút là một bài kinh nghiệm trong cái khóa mà họ học ngay tại đó. Sư mong rằng là mai mốt chúng ta có điều kiện như vậy đó, chúng ta có nhiều trường hợp hơn thì chúng ta sẽ đi tới cái phần đó. Chứ thực ra ở những trung tâm thiền viện quốc tế ngày hôm nay, Thái Lan cũng vậy, Miến Điện cũng vậy, những cái thiền viện lớn của trung tâm ở bên Miến Điện đó họ không có nói gì trên đó. Các thiền sinh họ vô cứ vô ngồi thiền như vậy đó, rồi 3 ngày thì được trình pháp một lần. Mà trình pháp đó thì chỉ trình pháp trong có 5 tới 10 phút thôi. Và mình chỉ nói những cái gì mình nói và không được
trình bày được nhiều, tại vì có 5-10 phút, và cái vị thiền sư đó nghe, và vị thiền sư chỉ biết là mình có kinh nghiệm rồi hay chưa có kinh nghiệm. Nếu có kinh nghiệm thì vị thiền sư bổ túc, còn chưa có kinh nghiệm thì trở xuống thực hành là thôi, chứ không có chỉ điểm thêm gì hết đó. Tại vì tất cả các vị thiền sư ở các trung tâm thiền viện ở trên quốc tế ngày hôm nay đó, họ cứ nghĩ rằng chúng ta là những người đã có kiến thức về Vipassana rồi, có kiến thức về thiền quán rồi, mà trên phần lý thuyết thôi, còn về phần mà thực hành á, thì tới thiền sinh, tới thiền viện mà thực hành thôi. Do đó đó họ không có nói qua phần lý thuyết như nữa, không có nói nữa. Do đó đó, ở đây á, chúng ta phải nắm cái phần lý thuyết và cố gắng ta lượm được một phần nào kinh nghiệm về thực hành, rồi sau đó chúng ta tiếp tục trao dồi thêm. Rồi chưa, rồi chúng ta đi qua cái phần mà phần thứ tư mà chúng ta đang dang dở là pháp tùy quán. Pháp tùy quán này á, nó có tất cả là 5 phần mà chúng ta cần biết, phải không nè? Có 5 phần chính yếu. 5 phần chính yếu là chúng ta sẽ biết đó là ngũ triền cái. Ngũ triền cái. Và thứ hai là ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn. Ngũ thủ quẩn. Và thứ ba là lục nhập. Lục nhập. Thứ tư là chúng ta nói tới là thất giác chi. Thất giác chi. Và thứ năm là chúng ta nói tới phần là tứ thánh đế. Tứ thánh đế. Rồi, đó là cái năm cái pháp tùy quán, năm cái pháp mà ta nương vào đây để cho ta thấy được, mà ta tu tập diệt được tham sân si, và chúng ta thấy được tam tướng vô thường, khổ đau, vô ngã. Năm cái pháp này thì ngũ triền cái này á, là chúng ta được biết nó có năm, phải không nè? Năm, nó có năm. Là thứ nhất á, là tham, tham dục triền cái. Tham dục triền cái. Cái thứ hai nữa là sân độc triền cái. Sân độc triền cái. Cái thứ ba nữa là trạo hối triền cái. Trạo hối triền cái. Thứ tư nữa là hôn trầm thì miên triền cái. Ta nói ngắn gọn là gì? Hôn thùy. Hôn thùy là hôn trầm thì miên. Và cái thứ năm là hoài nghi triền cái. Hoài nghi triền cái. Thì đó là năm cái triền cái này, nó che án cái tâm của ta. Che án cái tâm của ta. Nó làm khuất lấp cái tâm của ta đi. Chẳng hạn như khi chúng ta bị hoài nghi lên á, chúng ta không có biết cái con đường nào ta đi, hay là con đường ta tu tập, nó gọi hoài nghi triền cái. Mà khi mà ta muốn diệt cái hoài nghi này, là chúng ta ngồi về thiền chỉ đó, thì nó cần phải có chư tứ. Chư tứ. À, cái chư tứ là quán sát về đề mục. Qua cái chư tứ này á, thì mới diệt được hoài nghi. Còn như cái tham dục này á, thì chúng ta phải diệt bằng cái tâm chi tâm. Chi tâm này á, là chúng ta phải đem tâm tới tìm nhìn hoài cứ với cái chi pháp đó, để chúng ta không còn tham muốn gì nữa, quan sát nữa, theo dõi. Nhưng những cái này đó thì thiền chỉ hay thiền quán cũng thường hay bị che lấp cái tâm của ta. Do đó đó, trên con đường mà tu á, thì chúng ta phải có nắm bắt được tham dục triền cái, sân độc triền cái, trạo hối triền cái, hôn trầm thùy miên triền cái, và hoài nghi triền cái. Chứ Tăng Chí Ni không cần phải ghi nhiều. Trong cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ mà sáng nay ở copy ra đó, ở phần sau nó có đủ chi pháp rồi. Chúng ta được lợi ích nhiều lắm. Sư đốt cái giai đoạn cho Chư Tăng Chí Ni khó cần ghi. Nhưng khi ghi, nó nhiều khi ghi không đúng nữa, tại vì nhỏ quá đó. Không thấy nó ghi chúng hồi nó lộn nữa, như là tham tùy quán thành là tham tùy ý vậy đó, phải không? Đó như ta đó vậy đó. Rồi đó thì chúng ta có bài hết à. Sư phải thúc đẩy làm sao mà cho việc học của Chư Tăng Ni lợi ích tối đa, đỡ phần mà ghi chép nhiều cho nó tốn công tốn sức mà tốn thời gian nữa. Chúng ta tập trung bữa nay, tại vì nay bữa nay buổi cuối, do đó Chư Tăng Ni chúng ta cố gắng tập trung mạnh nhiều trong việc nghe, và chứ phải xoáy mạnh về vấn đề mà hướng dẫn cho Chư Tăng Ni nắm vững. Do đó chúng ta cố gắng tập trung nghe, đừng có lo. Chúng ta có thể ghi năm cái này, có thể ghi năm cái sườn cái này chính này, nhưng mà trong cái phần chi tiết trong bài học đó thì có copy rồi, thấy chưa? Chúng ta thống nhất nhau để chúng ta làm liệt việc nó dễ. Còn ngũ thủ quẩn này á, ngũ thủ quẩn này nó có năm cái, phải không nè? Chúng ta ghi năm cái thì chúng ta được biết rồi: sắc thủ quẩn, thọ thủ quẩn, tưởng thủ quẩn, hành thủ quẩn và thức thủ quẩn. Cái đó người nào cũng biết hết á, Chư Tăng Chí Ni ai cũng biết hết trơn á, người người chưa xuất gia cũng biết nữa, người tại gia đó người ta cũng biết nữa.
nhưng mà biết không hiểu sao, thôi kiểu cũng biết thôi, nhưng mà cái đó ai cũng biết. Nhưng mà giữa hai cái thủ quẩn và ngũ quẩn nó khác với nhau chỗ nào, là nó, nếu như Đức Phật nói có ngũ quẩn là có năm, nhưng mà nói qua từ ngũ thủ quẩn á, nó thêm cái chữ thủ này đó, thì là nó chấp giữ, chấp giữ, hay không nè, không buông bỏ, gọi là chấp thủ á, thủ là chấp giữ, là không buông bỏ, giữ cứng luôn cho đó, giữ cứng hoài không buông, cái là thủ. Ngũ quẩn á thì nó không có cái gì, nó không có gì để mà chúng ta nói, nhưng mà tại vì ta bỏ cái chi kiến của ta vô, bỏ cái sự hiểu biết của ta vô, bỏ cái chữ chấp giữ của ta vô trong đó, ta mới chấp đó, này là tôi ta, của tôi, của tôi, này là của tôi hay là của ta đó. Từ đó đó nó ra cái chữ thủ này là chữ đó, chứ thực ra đó bản chất á sinh ra là ngũ quẩn thôi, nó chỉ có năm khối, năm nhóm thôi, sắc thọ tưởng hành thức thôi. Nhưng mà lâu dần ngày lớn lên, lâu dần ngày lớn lên, cái mình cứ chấp thủ, chấp thủ, bỏ vô hoài, bỏ vô là tôi ta nó bự ra đó. Cũng như ở đây đó, chư tăng chư ni thấy không, nhưng ta dựng cái chùa lên á, mới đầu vô ta dựng chùa trống trơn à, không có gì trên á, bây giờ đi không có chỗ đi nữa. Một khi mà người Phật tử mua căn nhà trống trơn à, rồi bây giờ ngó là cái nhà sau 10 năm đi vô nhà đi nghiêng nè, tại vì hai bên nó đồ đạc đầy hết trơn rồi, đem vô và đó đó là cái đó là thủ rồi đó, mà đem vô rồi không có đem ra, đem vô rồi không có đem ra, khó lắm nha, khó lắm, cái đó là thủ rồi, thủ dữ lắm, thủ hoài thủ gì cái đó chấp giữ đó nghe không. Thế đó đó thì ở đây là cái đó pháp mà chúng ta suy xét sẽ quán. Do đó giữa hai cái thọ chẳng hạn như ta nói thọ tùy quán nha, cho ta nói sơ qua cái thọ tùy quán. Giữa thọ tùy quán mà chúng ta học hai mấy ngày trước đó, chứ cái thọ thủ quẩn này khác với nhau chỗ nào? Thí dụ như quý tự nói đau quá, đi chân cái chân mình đạp vô cái cục đá, phải không, đi đạp mới đau quá. Hay là cái người nào bị thấp khớp cái chân á, người nào bị thấp khớp chân đi kinh hành ở một hồi, cái họ đau lên, họ nhức lên, cái họ nói đau à, thì cái đó là thọ tùy quán. Nhưng mà khi họ lên trình với vị pháp sư á, hay là trình sư á, giờ vị thiền sư đó, cái vị thiền sư hỏi sao cái thọ tùy quán thiền sinh hành ra sao, hầm hành ra sao, dạ thưa sư, cái thọ tùy quán con ngồi thiền đó, con thấy con đau quá. Đau như thế nào? Cái đau của con á, cái là ghét rồi, thấy không, biết chị tăng đây nghe kẹp không. Khi ngồi thiền nó ra sao? Dạ thưa bạch sư, con ngồi thiền con thấy đau quá. Thì đau như thế nào? Dạ đau của con á. Thôi đi về thiền tiếp, đi về thiền tiếp đi. Vậy gì nó rớt vô trong cái gì? Cái thủ rồi, nó ra đó, đó, là gì đó. Đau quá là thọ tỳ quán. Mà cái đau này của con á khó diễn tả lắm, là thọ thủ quẩn. Hiểu chưa? Nó rớt vô là pháp. Mà cái pháp đó đó, nó xoay cái tư tưởng của ta chạy qua cái góc độ khác liền, nên nó mình quán không được. Đó, quý chư tăng như này phải cẩn thận vậy đó. Nhớ, giữa cái thọ tùy quán với cái thọ thủ quẩn nó khác nhau, là nó có cái của tôi, cái của ta, hay là phần nào của mình dính trong đó, nên phải cẩn thận. Nếu mà ta nói thọ tùy quán thọ, mà nếu ta nói thọ thủ quẩn thì ta nói pháp tùy quán. Phải phân biệt rõ như vậy, đừng có nhầm lẫn như hai bên rồi tâm quán không được. Thấy chưa? Rồi lục nhập thì chúng ta biết rồi không nè. Lục nhập thì nhãn với sắc. Rồi nhĩ với thình. Nhĩ với thình. Rồi thứ ba nữa là tỷ với khí. Thứ tư là thiệt với vị. Thứ năm là thân với xúc. Và ý với pháp. Đấy không? Thì cái này là gọi Âu Châu nè. Ý với pháp. Nên Âu Châu. bắt đầu phát hiện được rồi tới pháp rồi, cái này phát hiện được Âu Châu nghe chưa. Rồi cái đó nhãn với sắc là pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới cái thọ thì ta nói chứ mắt bắt lấy cảnh sắc, nhãn bắt lấy cảnh sắc đó, khởi lên cái niềm hỷ thọ, thì lúc bây giờ đó là nó gớt trong tâm ý thức hỷ thọ, chứ không phải là nhãn bắt cảnh sắc mà hỷ thọ. Cái ta phải nhớ
Rồi thứ hai nữa là nhãn chỉ nhìn thấy sắc mà thôi. Nhãn chỉ nhìn thấy sắc mà thôi. Mà cái sắc mà chúng ta giữ lại trong đầu của ta, chứ sắc nó không có vô trong đầu của ta được, thì cái đó nó trở thành là pháp. Nên nó gọi là pháp tùy quán. Thí dụ như sư nhìn cái chậu hoa này, cái chậu hoa này nó không có thể nó vô trong ý của sư được. Mắt sư chỉ nhìn thấy thôi, phải không nè? Mà mắt nhìn thấy chỉ thấy sắc thì thôi. Đó, tức là trạng thái nhìn thấy pháp thôi. Còn khi mà sư nói cái hoa này nó đẹp thì nó trở thành là pháp, chứ đâu có nằm ở trong cái đầu mình được, không có đem vô được. Đó, thì cái này là trở thành cái pháp mà mình nhìn vô. Thì khi mình mắt nhìn thấy sắc thì nhìn thấy sắc thôi. Nên anh chàng thanh niên Bahiya tới gặp với Đức Phật, xin với Đức Phật nói một câu pháp ngắn gọn để ông ta tu. Tại vì ông ta nghĩ tuổi thọ ông ta ngắn, gần mắt rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài đang đi trì bình khắc thực đó, ông ta năn nỉ Đức Phật 3 lần. Thôi Đức Thế Tôn nói cho con câu pháp nào ngắn, vì tuổi thọ con biết rằng là ngắn số, giờ con cần nghe pháp liền. Thì ông ta ôm với chân Đức Phật. Thì Đức Phật ngài thấy tuổi thọ ông ta tới, cái số của ông ta đã tới đó, ông ta gần mãn phần rồi. Đức Phật ngài nói: thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, ném như ném, đụng như đụng, biết như biết. Rồi ông ta nghe, ông ta đắc quả la hán liền. Chứ Tăng Như Ni nãy giờ đâu nghe đắc quả la hán đâu. Đã thấy không? Đó, để hôm nãy giờ nói xong rồi đắc quả la hán nè. Bắt đầu muốn la làng rồi đó. Đó, thành ra đó, Đức Phật nói với ba giá: thấy như thấy, nghe như nghe, ngửi như ngửi, ném như ném, đụng như đụng, biết như biết. Rồi cái anh chàng ta hoan hỷ đắc quả la hán, ông ta mới xin đi xuất gia. Thì Đức Phật nói chứ: về kiếm y với bác đi, rồi đi kiếm xuất gia. Thì anh chàng ba giá này đi trên đường đi tìm y và bác, thì không may bị con bò nó hút bên hông, ông ta chết ở bên đống rác. Ông ta rất chết bên đống rác, rồi chết liền, không có kịp đi tu. Thì khi mà chư tăng đi bác trở về với Đức Phật đi về đó, thì thấy ba giá chết trên đống rác, thì mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: sanh thú nào ba giá đi về? Thì Đức Phật nói chứ: vị này đã vô sinh và niết bàn, do đó nó không có sanh thú nào người ta đi về cả. Hãy lấy xác thân này và quả thiêu đi, rồi lấy cái tro cốt và để làm nơi tôn trí, vì đó một quả là hát. Do đó đó thì dưới cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ ngắn gọn cho ba giá cũng như vậy. Khi ta ngồi thiền ta cũng phải như vậy đó. Nhưng mà ta áp dụng được đó là chúng ta sẽ đi tới con đường mà của thánh nhân. Là sao? Chúng ta thấy mắt chỉ nhìn thấy cảnh sắc thôi, không ưa không ghét, không thích không ghê, cho đó đó là mình thích cách khách quan. Với cái pháp môn tùy quán hay là với cái pháp môn thiền Vipassana này, là chúng ta nhìn với pháp với một tính chất khách quan, không có chủ quan, không có bi quan, không có lạc quan, không lồng cái tư tưởng mình vô, cũng không đưa cái tri kiến mình vô trong cái pháp nó đang hiện bàn. Đơn giản của nó chỉ nó là thôi, chứ không có trạng thái mà để cái suy nghĩ của mình hay là cái tư duy mình vô trong cái pháp. Do đó Đức Phật nói: thấy như thấy, nghe như nghe. Vậy thì khi chúng ta ngồi nghe, đang ngồi thiền, chúng ta đang ngồi thiền đây mà nghe tiếng người ta mở cửa, nghe người muốn mở cửa, thì chúng ta có để ý không? Ta có để ý. Tại vì ta nói tiếng mở cửa là cái hét, là ta nghe 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 nghe. Nhưng như mỗi buổi tối á, mà sư lên đây sư ngồi thiền đó, thì sư nghe chư tăng chư ni á, mở cửa bên kia nhà tổ đó, nghe két 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 cửa nó kêu, cái là sư biết là có người vô. Nhưng mà sư đâu có biết là tăng hay ni hay là Phật tử nữa. Cái sư chỉ nghe 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 vậy thôi, chứ không có ai vô vậy, giờ này còn đi nữa, tới giờ rồi còn tới vô trễ nữa, còn làm sao được. Cái đó là mình lọt vô cái trong cái tư tưởng của mình rồi, nó không có nhìn thấy pháp, mình không nhìn thấy pháp nữa, mình chỉ nghe thôi, phải không? Chứ đừng có nói ai vô vậy, giờ này vô nữa, tới giờ này còn phải vô nữa sao, chứ ai mà sao mà bê trễ. Cái đó mình đã gớt trong cái tư tưởng của mình rồi, chứ không còn thấy pháp nữa. Pháp chỉ là nghe như nghe thôi, chứ không có suy tư duy nghĩ ngợi thêm gì nữa hết á. Rồi mình cắt nó đi, trở về hơi thở liền, rồi bắt đầu vô ra rồi đó. Rồi mình thấy tê nhức đau, có bắt đầu niệm tê à nhức à đau à, mình cứ quay trở lại liền, chứ đừng có dắt nó đi. Cái anh là lục nhập này á, giống như con rùa nó ló cái đầu ra, hai cái chân ra, cái đuôi nó đà, theo con rùa thấy đúng không?
cái con rùa nó nhảy, con rùa nó có 6 bộ phận, mà con chó sói nó đứng kế bên, con chó sói đang kế bên đứng kế bên, đó con chó sói đang kế bên này, nên nè, nó ngó, nếu mà có đầu con rùa mà ló ra nó chụp liền, nó xé ra khỏi cái mai rùa, hai cái chân con rùa trước mà nó ló ra thì con chó sói nó lôi ra liền, hay là hai cái đuôi sau, hai cái chân sau ló ra nó bóc liền, cái chân cái đuôi mà ló ra bóc liền. Cũng như ta, ta có 6 căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà ta ló ra cái gì ác ma chụp liền à. Ác ma chụp lấy giúp khu cái tâm ta liền. Chúng ta phải cẩn thận, ác ma luôn luôn không có muốn cho đệ tử của Đức Phật đi đến đắc đạo quả được, tại vì phải ở trong sanh tử luân hồi để mà nó chinh phục, nó khống trị được. Chứ đi ai cũng giải thoát hết rồi làm sao nó cai quản, nó thống trị ai nữa. Do đó đó, nó phải dụ đủ một cách hết á. Nào là nó cho những cảnh giả cảnh tạo lên, nó làm cho mình thấy mình sắp sửa đắc đạo quả niết bàn rồi đó, nhưng mà toàn là cái đó, nó dụ mình ra khỏi cái đề mục của ta đang nương tựa đó, mà ta giữ đó mà có chánh niệm. Do đó mới ta khẳng thật, sáu bộ phận của con rùa nó như thế nào thì nó phải thu lại trong cái mai rùa như thế nấy, để nó tránh cái sự nguy hiểm của con chó sói đang trực chờ nguy hiểm để mà sẵn sàng bắt nó ăn thịt nó. Thì ta cũng vậy, ta phải nhớ, ta không phải ta sợ vị thiền sư, hay ta không sợ bị giám thị, mà ta sợ là bị ác ma chinh phục và nhiếp phục cái tâm của ta khi ta ló một cái căn nào ra. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, ý căn mà ta ló ra đó là ác ma chinh phục, nó lấy liền à, nó bắt liền à. Do đó đó, chúng ta phải chui vô trong cái mai, chui vô mai. Nên nó gọi là gì? Thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn. Mà cái chữ thu thúc lục căn chúng ta nghe phải thay bỏ. Chứ có một vài vị sư là thiền sư rồi đó, cái sư ngồi sư nghe pháp của vị thiền sư đó qua cái thép, nói chứ phải đóng hết các căn lại. Cái mấy vị thiền, cái vị thiền sinh đó, họ học xong họ trả lại sư, và thưa sư, phải đóng hết các căn lại hay là thu thúc các căn lại? Sư nói chứ đóng cho chết rồi, đóng là chết, chỉ thu thúc thôi chứ đâu có đóng. Chư tăng trên đây phân biệt không? Đóng á, là coi như là bích chết hết lên vô đó, bích vô hết á. Mình chỉ thu thúc là gì? Trong cái tỉnh giác đừng có sơ hở ló ra, nhưng mà mình vẫn có cái trạng thái hiểu biết, khi đáng biết và phải biết, có khi không đáng biết mình thu thúc lại, không cần biết, không đặng ý, không để biết thì không sao. Chứ còn mình đóng hết á, nhiều khi nó đốt lửa luôn, chết luôn trong tổng nghẹt luôn, chẳng hạn. Không? Cái chẳng thật. Nên nó có nhiều vị sư á, họ nói á, cái vị thiền sinh ta nghe theo à, tại vì dạy đâu nghe đó mà, ta gọi là dị giáo dị dưỡng mà, dễ nghe dễ dạy mà đó. Và cái gì cũng cho vô cái là nghe liền, sư dạy rồi nói sao, đóng cứng hết tiêu rồi, nó đốt lửa lên trái tiêu mình luôn, nghe không? Nên nó mình phải khôn thì phải có khéo, phải khôn mà có khéo. Đây, nghe không? Giờ sư thấy rồi coi, giờ cái này người ta giấu thuốc ra đây là được chưa? Rồi, chúng ta qua cái phần là gì? Là lục nhập. Thì trong cái phần mà lục nhập này thì chư tăng chư ni chúng ta cần phải để khách quan và không có chủ quan, cũng không có bi quan, cũng không có lạc quan. Có bảy con ếch đi ngang qua cái giếng nước. Nếu mà bảy con ếch đi ngang qua giếng nước, cái trong ba bảy con ếch có hai con ếch rớt xuống giếng, còn năm con ếch nó nằm ở trên. Mà cái giếng nó sâu lắm, mà cái giếng nó cạn nữa, không có nước. Cái năm con ếch bắt đầu tìm cách để mà cứu hai con giếng, con ếch dưới giếng rớt dưới giếng đó kéo lên. Nhưng mà con hai con dưới nó thì nó cố gắng nó búng lên để nó lên tới bờ, lên trên cái miệng giếng. Thì năm con ếch trên đây ngó xuống nói: cao lắm, đừng có búng lên nữa, thôi chịu chết đi. Năm người bạn của nó nói vậy đó. Thì trong hai con đó có một con ngã ra chết liền. Tại vì kêu sao? Cho chịu chết đi, nó chết liền. Nó không làm búng nữa, nó ngã xuống nó chết liền. Đâu, còn một con ếch còn lại, nó búng cái thứ nhất, được ra xuống. Cái năm người trên này, thôi đừng có búng nữa, cao lắm đừng có búng nữa, chết đi, chịu chết đi. Cái nó búng đằng sau, nó búng là cái búp là đầy, nó qua khỏi cái miệng giếng. Cái năm con ếch nó nói chứ, hồi nãy giờ tụi tôi nói ông là ếch, cái giếng là cao lắm, mà cứ ông đừng búng mà ông cũng đứng búng rồi vậy.
đâu có nghe đâu, tôi lãng tai mà. Đâu có nghe đâu, tôi tưởng mấy ông kêu tôi lên. Đâu có nghe, tôi lãng tai, nên tôi búng đại lên luôn, rồi nó lên đây được. Còn cái kia nó nghe, đừng có lên cao lắm chết, ngã chết liền. Đó đó, mình đừng có bi quan, mà cũng đừng có lạc quan, khách quan cứ búng đại lên đi. Đúng không? Giờ đã hiểu chưa? Chúng ta là chết, con ếch chết hay là con chết chết búng? Ếch búng, trời, bên đây ếch búng. Bên đây là ni ếch búng, bên đây tăng này là ếch chết. Chết thì chết xong. Chúng ta phải thấy, phải cản sạc. Rồi thắc giác chi chúng ta có năm, cách nào có bảy điều đúng không? Thứ nhất là niệm giác chi. Rồi cái thứ hai nữa là trạch pháp giác chi, cái này là chó trong bài rồi, chúng ta đừng ghi. Cái thứ ba nữa là cần giác chi hay là tinh tấn giác chi. Thứ tư nữa là hỷ giác chi. Rồi thứ năm nữa là khinh an giác chi. Thứ sáu nó là định giác chi. Và thứ bảy nó là xả giác chi. Rồi tứ thánh đế này chúng ta có bốn. Khổ, ai cũng biết hết, tập, diệt, đạo, đó, chúng ta nhớ. Đã thành ra, năm cái pháp này, Chư Tăng Duy Ni cần phải quán sát pháp. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta vẽ cái bản đồ nhìn coi. Thân nè, thọ nè, tâm nè, là pháp nè, đó. Thì cái gì mà biết thì thân, chúng ta coi, cái gì biết cái thân, tâm nó biết cái thân. Đó, cái gì biết cái thân thì tâm nó biết, mà tâm tạo cái sắc thân này, giơ tay ngồi xuống đứng lên gì đó do tâm điều khiển hết à. Do đó đó tâm tạo cái thân, do đó mình phải biết. Rồi cái thọ này á, làm sao biết được? Cái gì biết cái thọ? Là tâm nó biết cái thọ, tại vì thọ là tâm sở của tâm. Do đó là tâm nó biết thọ, tâm nó biết. Rồi, tâm nó biết chính nó. Rồi chúng ta biết rồi. Rồi cái gì mà biết pháp? Tâm biết pháp. Do đó chúng ta phải nhớ như vậy đó. Được chưa? Rồi, như thế thì chúng ta phải lấy cái gốc là tâm. Do đó đó ngày hôm nay có các những nơi thiền viện ở bên Miến Điện, chẳng như thiền viện của Ma thiền viện mà Su Minh á, thì ngài hướng dẫn cái con đường tâm tùy quán, Vipassana là tâm tùy quán. Nhưng mà ở với ngài Ma Si á thì ngài hướng dẫn là thân tùy quán, theo dõi cái thân, phòng sọp. Vậy đó. Còn có một số như ngài Guanca, những người Mỹ bây giờ ta nghiên cứu Vipassana, họ cũng có đường hướng đi, họ kêu thọ tùy quán, nghiên cứu về thọ thôi. Nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì chúng ta đừng có phải cố giữ một cái. Chúng ta có được quyền được hưởng bốn góc thì chúng ta cứ tung tăng tới luôn trong bốn góc này. Rồi chúng ta coi cái góc độ nào mình thích hợp mà mình thấy mạnh đó, mình có khả năng đó thì bám riết vào đó. Sau khi mà nghiên cứu xong thì có một số người ta thích đi vào con đường pháp tùy quán hơn. Tại vì tất cả là pháp. Pháp là chi? Chi cũng là pháp. Trạng thái pháp ra sao cũng là trạng thái pháp. À, cái đó là chúng ta thấy rõ rồi. Định nghĩa mà, pháp là chi cũng là pháp. Cái gì cũng pháp hết mà. Thấy không? Cái gì cũng pháp hết. Bây giờ nói tâm là pháp không? Tâm là pháp. Thọ là pháp không? Thọ là pháp. Trạng thái ra sao? Chính nó là trạng thái, nó ra hiện tại của nó có trạng thái của nó. Cái đó là pháp. Trạng thái ra sao cũng trở lại trạng thái. Mình trả lời vậy mà. Do đó mình biết rồi, cái đó mình biết. Do đó mình này, có nhiều người ta đi thích đi về pháp tùy quán hơn. Tuy nhiên, cái người mà đi về pháp tùy quán đó, người đó phải có một cái kiến thức sâu rộng lắm. Họ phải nắm rõ để đừng lẫn lộn, cũng như hồi nãy sư nói đó, giữa cái thọ và thọ thủ quẩn này, họ phải có kiến thức sâu rộng, họ phải nhận định rõ họ đang thủ quẩn chứ không phải là họ đang tùy quán cái thọ. Hiểu chưa? Họ đang thủ quẩn cái thọ chứ họ không có tùy quán cái thọ, đang sanh tự nó có. Không có, hai cái nó khác nhau. Do đó giữ phân biệt hai cái này á, là người nắm cái pháp á, chặt chẽ, họ nắm vững đó, thì họ mới biết. Rồi, trong cái thọ thủ quẩn nó đang hình thành, cái đau đang có, mà ta diễn tả nó ra đó, thì nó gớt vô tưởng, chứ không phải là thọ đang nói. Thọ không nói. Do đó đó, mà pháp, mà càng lên nhiều chừng nào đó, người mà hành giả mà pháp càng lên nhiều nào nó ít nói lắm. Họ thấy không? Hiểu không? Im ru à, không có nói ra là không được.
nói ra là nó diễn tả rồi, thành ra im gu à. Rồi cái ông thiền sư biết là nó đắc đạo quả thôi, cho về luôn khỏi tu này, tại vì đắc rồi im gu à. Hiểu không? Giống như có gã sẽ chết rồi nên xong vậy đó đó. Nên nó có hai cái trường hợp nó vậy, nên chúng ta phải hiểu vậy đó. Do đó thì chúng ta hôm nay chúng ta đi qua cái phần mà sư cần muốn cho chư tăng như ni nắm cái phần này. Khi ta nói tới cái, khi ta nói tới thủ quẩn đó, thì chúng ta phải nói rõ là sát thủ quẩn là ta bám chắc vô cái thân này là của tôi ta, nhớ ha, thân này là của tôi ta. Nhưng ngày hôm qua sư trình bày cho chư tăng như ni đó, chúng ta ngồi nghe lại cái đĩa cũ hôm ngày hôm qua đó, thì tứ đại nhà 24 sắc y sinh đó là sắc của nó. Nhưng mà tới khi mà mình nhìn vô mình nói sắc nó là của tôi, bữa nay tóc tôi bạc rồi, cái là sắc thủ quẩn liền. Cái chưa, bữa nay mắt tôi mờ tôi không thấy rõ là rớt cho sắc thủ quẩn liền. Chứ tăng kịp không? Tại vì nó có chữ tôi. Mà Đức Phật kể nói với ác ma, ác ma nói với Đức Phật là thôi về, thấy ngài ôm mình bác đi các thực đó, thấy khổ quá. Ác ma hiện ra một năm sau khi Đức Phật đắc đạo quả, mà ác ma vẫn đi theo phá dữ lắm, phá một năm sau là mới buồn. Ác ma nói chứ Đức Thế Tôn đi bá các thực chiên tới khổ cực vậy, về nhà, về hoàng cung, về cung điện, có vợ đẹp con thơ, có tài sản, có ngai vàng, có điện ngọc, về đi. Nào, đó nó có vợ nè, có con nè, có tài sản nè, đó của ngài, ngài cứ về ôm bác đi khắc thực lang thang các nơi, cứ khi có khi không, chứ chi nó khổ vậy. Đức Phật nói con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thằng ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Các ma nghe sau biến mắt trốn liền, tại vì câu đó là ngài dạy ác ma đừng có nên nói những điều đó. Thì câu đó thì chúng ta rút ra con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Do đó cái câu nói rõ như vậy, thì khi mà cái người hành giả hiểu được cái câu nói đó đó, thì thấy cái sắc á chỉ là sắc, sắc chỉ là sắc thôi, chứ đừng có thủ quẩn tại nơi đó để giữ lấy đó. Sắc này là của tôi, rồi đau khổ với cái sắc này, mà chính cái đó mình tự làm khổ chứ không phải nó làm khổ mình. Nắm được chưa? Vũ vô kiền tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dĩ nịch nhân. Sắc nó không có gọng kèm, nhưng mà nó có khả năng nhấn chìm người. Người ta biết bao nhiêu người ta chìm trong bể sắc đó. Thì cái đó đó, thì chúng ta thấy nước mưa rơi xuống đó, nó không có kiềm tỏa để giữ người khách ở lại, nhưng mà mưa xuống người ta không đi về, họ người ta chờ đợi hết mưa ta mới đi về. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dĩ nịch nhân. Cái sắc nó không có chìm ta, nhưng mà chính ta ôm lấy cái sắc đó, người ta khổ vì cái sắc đó. Nó tự mình làm khổ cho chính mình, chứ không có sắc nào làm khổ mình cả. Nguy hiểm quá. Do đó mình mới đi tù đó. Rồi chưa? Thì đó đó, những cái đó đó chúng ta cần phải nắm. Rồi, chúng ta đi qua cái phần mà niệm. Niệm, chúng ta nói tới niệm, thì ở đây á, thì chúng ta phân tách ra như ngày hôm qua sư vẽ cái bản đồ đó. Thì chúng ta bắt đầu vẽ tâm ý thức nó biết pháp. Pháp nó chia ra làm năm. Thì chúng ta thấy pháp chia ra làm năm đây, chúng ta viết lại là ngũ triền cái. Được chưa? Rồi. Ở đây ngũ thủ quẩn, chúng ta ghi lại. Ở đây là lục nhập. Được chưa? Rồi chúng ta ghi lại ở đây là thất giác trì. Thất giác trì. Rồi, thứ tư là ghi lại tứ thánh đế. Chúng ta ghi. Thì khi chúng ta nói tới thất giác chi, chúng ta nhìn qua cái pháp, chúng ta thấy rõ được rồi đó. Viết ra chúng ta thấy, chứ còn viết trên bảng này chúng ta nhìn cũng mơ hồ. Vậy ta nhìn ra đây, hai cái này đó là xấu. Xấu nè, hai cái này là xấu. Hay ta còn gọi là gì? Bất thiện. Cái này là trung tính, là giữa, khách quan. Hai cái này là gì? Hay là tốt, đây là thiện, hay ta còn là thiện. Rồi. Như vậy thì khi ta nói đến niệm giác chi, niệm cái chi, niệm cái gì mà cần phải niệm, tức là khi cái tâm ta niệm lên, ta vừa khởi lên cái tâm, khi ta khởi lên cái tâm, tâm ở đây, thọ ở đây, thân ở đây, pháp ở đây, thì cái niệm giác chi này á, nó cho chúng ta khi tâm ta nghĩ cái gì, người ta biết cái niệm của đó. Khi ta thân người ta đang hiện bày cái gì, thân ta niệm cái biết cái thân cái đó. Khi thọ ta khởi sanh lên cái gì,
ta niệm cái thọ đó, ta biết. Rồi pháp nó hiện bày cái gì, rồi ta niệm cái đó, ta gọi là niệm. Niệm để mà ghi nhớ, niệm để mà ghi nhớ. Ta ghi chữ đây, niệm để ghi nhớ. Nhưng nó có chữ giác chi, là chi phần để đưa tới giác ngộ. Cái chữ giác này nó có chữ ngộ trong đây, giác ngộ. Là chi là gì? Là chi phần, tiếng Bali gọi là ăn gá. Tiếng Bali gọi là ăn gá, tức là những yếu tố, factor. Chúng ta gọi là những yếu tố đó hình thành ra. Như vậy thì chi phần là những yếu tố đưa tới giác ngộ. Sau khi chúng ta có sự ghi nhớ chính xác, thì chúng ta cứ ghi nhớ, rồi chúng ta giác ngộ tại nơi đó. Thì đó là cái chi phần này đưa chúng ta được giải thoát đó. Nên gọi là niệm giác chi. Chúng ta nắm bắt được rõ rồi. Rồi thì khi chúng ta niệm, ta nói về thân. Đi đứng nằm ngồi, đi đứng nằm ngồi. Đúng không? Đi đứng nằm ngồi. Khi ta ngồi thì ta biết cái ngồi. Khi ta ngồi, đầu tiên ta ngồi thấy an vui. Khi ta ngồi ta thấy an vui thì cái trạng thái ta biết nó an vui. Và chút xíu nó không an vui, nó tê, nó lên, nhức nó lên, rồi nó đau nó lên. Thì lúc đó đó chúng ta thấy được cái gì? Thức tỉnh rồi đó. Thấy được sự thật của nó bắt đầu mới đưa đến cho gì? Giác tỉnh, giác ngộ nè. Hồi nãy nó an vui, bây giờ nó không còn an vui. Đó, bắt đầu mình tiếp tới chỗ đó. Hồi nãy thì nó an vui, bây giờ nó không còn an vui. Hai cái này nó khác nhau. Trước có 5 phút à, sau có 5 phút à, nó khác nhau rồi. Thì cái lúc đó chúng ta có thức tỉnh không? Thức tỉnh là gì? Vô thường. Đó, mới đây nó thay đổi rồi. Đó, mình ta nhìn thấy cái này. Rồi cái thứ mà không ăn vui nó kéo ra cái chuyện là gì nữa? Chưa, không ăn vui nó kéo ra gì? Nó đưa đến đau. Nó đưa đến đau hay là đưa đến tê. Cái mình nói thấy không ăn vui đó là mình mới vừa khó chịu thôi. Mới vừa khó chịu có một chút xíu thôi. Mà bây giờ tới đau, tới tê, nó khác hơn nữa, đau hơn. Nó đau hơn. Đó, thì chúng ta thấy cái gì? Khổ đau. Đó, thấy khổ đau, cái tướng khổ đau nó hiện bày ra ở đó. Còn cái tê, tê đau này, tê đau này nó đang hoành hành người ta. Trong vòng 5 phút thôi, 5 phút thôi. Mà chúng ta nói đừng có tê nữa. Tôi lại ông à, ông đừng có tê nữa. Tôi lại, tôi muốn lại bao nhiêu lại, tôi lại cho đừng có tê. Mà nó không nghe, nó không hết tê. Thì mình nhìn thấy hai cái đó, mình thấy là gì? Không phải là cô ta vô ngã. Mình đi cái đó gọi là niệm. Mình niệm để mình giác ngộ. Niệm mình giác ngộ. Để rồi mình mới thức tỉnh. Thì từ đó mình mới ra cái chỗ này nè. Cái này là Pháp. Cái này mới là Pháp. Để chúng ta tùy quán. Ta đi tìm cái này. Mà ta mượn cái gì để ta thấy? Ta mượn thấy những hiện tượng này nó gây. Những hiện tượng này làm cho ta thấy. Thấy rồi ta mới thức tỉnh. Thức tỉnh nó gọi là giác ngộ. Giác ngộ, thấy chụp à? Thấy chụp vô luôn. Vậy nè, rồi chứ cái đó đó. Cái này là Pháp tùy quán. Ta đi tìm là tìm cái này nè. Đó, nó mới lo lên á. Ta biết. Vậy thì khi mà chúng ta thấy một cái sự hiện tượng gì lên á, ta phải tìm đằng sau cái hiện tượng nó có, cái bản chất của nó có. Có nhà, có một người Phật tử, sư tới, sư thăm, rồi sư tụng kinh cầu an cầu siêu cho họ. Thì họ không có nói chuyện cầu an cầu siêu. Họ mời sư tới mà họ không nói chuyện cầu an cầu siêu. Họ nói chứ, sư ơi, không biết làm sao họ nghĩ sao, họ hỏi sư câu này. Sư ơi, sư có biết cách nào trị con bò hóng không? Sao mà nhà con bây giờ nhà bếp nó bò hóng nó bay nhiều quá. Bò hóng là mấy con nhỏ nó bay đó. Cái họ hỏi sư, mình chưa việc sư vừa với gói ghế ngồi chưa có uống ly nước, nó hỏi chứ sư có biết cách nào trị bò hóng không? Cái sư nói bò hóng là sao? Nó chứ ôi dưới bếp của con thớt nó cũng bò hóng, mà kiến dao nó cũng bò hóng, thùng khác cũng bò hóng nữa. Thì sư nói chứ có vật thật, có mùi hơi của vật thật đó là có bò hóng à. Dạ, mình phải thấy. Giờ mình phải clean up sạch sẽ. Rác rưới mình dọn dẹp, mình đem ra ngoài dục hết. Rồi cái thớt mình rửa chùi lau sạch sẽ, rồi lau cứng bỏ vô thùng tủ hết. Hay là khăn mình lau bỏ tủ hết. Thì làm sao nó có, nó tới. Theo đó. Vậy thì bồ hóng là một hiện tượng. Để mình thấy được bản chất là gì? Nhà mình dơ. Nên bồ hóng nó mới tới. Làm ông đó. Đó,
như đó đó mà mình sẽ thấy thôi cái hiện tượng, nên mình biết được cái bản chất. Nhìn cái hiện tượng là ăn vui không ăn vui, tại sao nó vậy, cái bản chất nó là gì, nó luôn ẩn chứa núp đằng sau của cái vui và không vui đó một bản chất mà không bao giờ thay đổi được, là tính vô thường, không ai giữ được nó được lâu dài được cả. Nhưng mình tìm cả được đó đó rồi mình mới ra đó. Chị Tăng Chị Ni phải nhớ như vậy đó. Thì khi mà chúng ta đi tìm, nó là đi tìm cái này gọi là niệm giác chi. Rồi khi mà chúng ta niệm được giác chi rồi đó, khi ta được niệm được giác chi rồi đó, thì bắt đầu chúng ta mới thấy được, thấy cái việc nó, thấy cái gì, sự việc của nó như vậy đó. Chúng ta bắt đầu đi qua tới phần là gì, trạch pháp giác chi. Chúng ta phần trạch pháp giác chi, trạch tức là quán sát, là lựa chọn, phân tách, tuyển trạch nè, gọi là tuyển trạch nè, tuyển trạch nè, chọn lựa nè, thấy không nè, chọn lựa nè, quán sát, phân tách, ha, quán sát rồi hay là phân tách, mình tách ra như thì khi mà mình thấy được cái như vậy đó, thì cái phần mà gọi là trạch pháp giác chi này nó lên, trạch pháp giác chi này lên. Vậy thì khi mà đó giờ đó, mình mới thấy cái này là xấu, cái này là tốt, là do trạch pháp. Cái trạch pháp nó mới ra được, mình nhìn ra đâu. Cho nên cái chi pháp của trạch pháp chất chi đó là trí tuệ. Do đó đó, nếu như mà mình nhìn thấy được đây là truyền cái, che lấp đi, mình không thấy được cái sự thật của bản chất của pháp nó đang có, thì cái đó đó, mình phải trạch pháp đó, mình phải phân tách nó ra, phải lọt nó ra. Mà cái đau khổ và phủ phàng nữa đó, khi mà mình lọt nó ra, mình lọc nó ra được rồi đó, mình mới thấy được là gì? Chính mình là che lấp nó, chính mình nuôi dưỡng cái sự che lấp đó, làm cho mình không thấy sự thật đó, cho tới ngày hôm nay mình vẫn không biết được nó. Cái đó mới là đáng để mình thức tỉnh đó. Cái đó là trạch pháp giác chi. Như vậy thì đến nay mình cứ giữ lấy này của mình, đến nay với cái này mình che lấp của mình, mình che, mình không chịu thấy. Đến nay mình cứ nói là đời sống mình ăn vui, đời sống mình ăn vui hoài, không có bao giờ thấy không ăn vui. Vậy thì khi mà đến, khi mà đụng chỗ chặn cái, thấy mình mới vô cái 5 phút mà nó làm cho mình ra thấy được sự thật đó, thì mình phải bắt đầu trạch pháp. Trạch pháp mình bắt đầu mình chọn lựa, mình trở lại đi tìm cái này, mình trở lại đi tìm cái này, và tìm cái cách nào để đừng đối diện với cái này. Thật là sai lầm, thật là sai lầm ha. Như đó cũng giống như là Sĩ Đạt Ta. Sĩ Đạt Ta khi ra ngoài dạo cung thành, thấy một hiện tượng già, thấy hiện tượng bệnh, thấy hiện tượng chết, cái ngày về ngày trầm tư, ngày suy tư, thì vua cha biết rồi, vua cha không muốn cho suy tư đó được phát, nó phát triển trong đầu óc của Sĩ Đạt Ta hoài, thì vua cha tới nói chuyện: này con, sáng nay con đi ra ngoài con thấy điều chi không? Thì thấy kể ra Sĩ Đạt Ta kể ra, thấy một cái người già, một thấy người bệnh, một thấy một cái tử thi chết. Thì con nghĩ sao? Con không có muốn nữa. Thì lúc bây giờ đó, thì vua cha nói thẳng với Sĩ Đạt Ta: cha không có muốn con đi đâu, con ở đây với vua cha, thì cho lên ngai vàng để mà tấn phong lên làm vua. Thì Sĩ Đạt Ta mới nói vua cha: con chịu lên ngai vàng với xin 3 điều mà vua cha cho thì con nhận, thì làm lên ngai vàng. Nếu 3 điều thôi, xin 3 điều. Thì vua cha nghe, nếu 3 điều đâu có gì khó, mà giữ được thái tử lại hoàng cung như thì là điều cần thiết. Được, con nói đi, 3 điều gì phụ vương có thể cho được. Đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, con ở lại trăm ngai vàng. Vua cha mới nói: chết cha cũng vậy thôi, làm sao cho được. Vua cha cũng vậy thôi, làm sao cho được. Rồi thôi, vậy thì con phải đi. Như vậy thì khi mà mình nghe được cái câu nói của Sĩ Đạt Ta nói với phụ vương như vậy đó, thì chúng ta cũng vậy. Khi ta nghĩ ta ăn vui và không ăn vui, ta đi tìm cái đừng mắc cái ăn vui này, và ta không muốn đối diện cái không ăn vui này, tức thực sự đó là ta đi thò tay bắt những bong bóng nước ở trên mặt nước. Tại vì sao? Ta không giữ được cái đó, và ta không tìm có được những cái đó trong tay ta mãi, trong gần tay ta muốn giữ được. Cái đó là bong bóng nước. Tại vì khi chúng ta muốn giữ cái này nó có, đừng có mắc, và ta không muốn cái này đừng có tới, đừng có hiện bày cho ta phải lạnh lấy, thì cái đó là không phải. Ta phải nhìn lấy cái này nè. Trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi là để mình thấy được nó đó, để mình mau mau đi tìm cái này, để mình tránh nó mà không muốn gặp nó nữa, và không gặp nữa đó thì là đừng cho nó trở lại cái này nữa. Cái đó là gọi là trạch pháp giác chi. Cho đó nó không phải khi ta ngồi thiền đó, ta phân tách ra: ô, cái này là thọ,
đây là thân, đây là tâm, đây là pháp. Sư nói rồi, bắt đầu mở ra mấy bao, bốn bao ni lông, không mở ra coi hết đúng rồi. Thì các bạn ngồi yên, thì mình có chạch pháp rồi đó. Không phải chạch pháp như kiểu đó. Cái đó đó là hình thức của lý thuyết trên cái trạng thái mà học hỏi thôi, chứ không có chạch pháp. Với cái phần pháp thực hành của Vipassana là chúng ta thấy được nó rồi đó. Khi mà ta thấy được cái xấu rồi đó, thấy được bản chất thật của nó rồi đó, thì ta phải mau chạy ra thoát khỏi nó đi. Đừng có ở lại với nó nữa. Không sớm thì muộn, nó sẽ chụp ta được kịp. Bữa nay nó cho ta thấy cái này, mơ cho ta thấy cái điều này, muốn nó cho ta thấy điều này là ta trễ rồi đó. Ta trễ rồi đó. Thì nó đến cái vô thường này đó là trễ rồi đó. Cũng như vậy, khi cho ta thấy không ăn vui đó, là nó báo cho ta biết là cái hiện tượng đào tề nó sẽ tới ta rồi đó. Mà chúng ta không làm sao để mà chế ngự nó hay là thoát khỏi nó, đừng tái diễn trở lại nó đó, thì cái khổ đau này nó chụp chúng ta ngay tại đó. Người ta không hành thiền được đó, và ta ở lại trong đây không có ra được cái đạo chỗ này. Vậy thì khi mà ta thấy được đó đó, rồi ta thấy được bản chất này, thì ta làm gì? Phải tinh tấn nỗ lực. Ta phải tinh tấn nỗ lực lên. Cần nhắc chi? Cần nhắc chi nó có mấy? Cần nhắc chi nó có 4, đúng không? Thế cần nhắc chi nó có 4. Cần nhắc chi nó có 4 mà chia làm 2. Chúng ta rồi nói rõ như vậy đó. Cần có 4 mà chia làm 2. Nghĩa là cần cần 4 chia làm 2. Thứ nhất á, việc bất thiện nào chưa sanh thì đừng cho sanh lên. Đừng cho sanh. Đừng cho sanh, đúng không nè? Đừng cho sanh. Còn việc bất thiện nào đã sanh rồi đó, đã sanh rồi đó, thì phải cố gắng diệt nó đi, đừng cho nó trở lại. Phải cố gắng diệt. Diệt thiện nào mà chưa từng sanh, phải cho sanh lên. Chưa sanh á, diệt thiện nào chưa từng sanh á, thì phải cho nó sanh lên. Cho sanh. Mà diệt thiện nào đã sanh rồi á, thì cho phát triển. À, thì những cái này đó, ta chia làm 2. 2 cái này góp lại. Cái này là gì? 2 về bất thiện, 2 về thiện. Ta phải coi. Chỉ tới cái ngồi thiền đó, khi mà ta ngồi thiền đó, ta muốn tinh tấn lên đó, thì ta làm sao? Là chúng ta phải nhìn tới hai cái mặt, nó luôn luôn áp lực vô trong cái tâm của ta. Cái đó chúng ta phải thấy. Một bên đó là tiêu cực, một bên đó là tích cực, một bên là bất thiện, một bên là thiện. Nó luôn nó dằn co, nó kéo cái người hành giả cho ta một cách thê thảm. Ta đứng ở giữa, nó làm cách chi phối ghê lắm. Một bên là gì? Muốn ngồi thiền để được an vui đắc định, quả thật vậy đó. Nhưng mà một bên á, khi mà giáp mặt với cơn đau tê nhất bộ đau đó, muốn bỏ chạy trước nè, không có muốn ngồi ở đó. Rồi đó hai bên nó kéo. Thì đó, thì mà ngồi vui á, ngồi mà bữa nay mà ngồi được 5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng đồng hồ đó, tốt, ngồi nữa. Nhưng mà lên tới 1.5 tiếng đó, cái bản chất nó ra lại. Tại vì hồi nãy mình ngồi nó quen. Giống như sư đó, bây giờ mà ngồi chừng 3-4 tiếng đó, hỏi sư có đau không? Nói không có đau. Cái gì mấy người Phật tử nghe sư mừng quá. Sư chỉ còn cái đó đi. Sư nói đâu có phải. Không có đau là 3-4 tiếng. Nhưng từ 1 tiếng, 1 năm có đau không? Ngồi suốt 1 năm đau không? Đau. Giờ 3-4 tiếng không thấm. Tại vì nghề rồi. Ngồi nghề giỏi rồi đó. Ngồi ghét nó quen. Thì nó hay. Nhưng mà tới khi mà mất mà hết sức chịu đựng được đó, nó cũng ra được bản chất là vô thường, có đau vô ngã như thường, chứ làm sao không hết được. Nó cái đó là mình giấu thôi, không có nói cho ra thôi. Trời ơi, đất ơi, cũng thấy mây xanh trời đỏ là hết chứ hơn chứ. Lúc đó là nước mắt tràn chung với nước mồ hôi ra đủ thứ trong đó hết mà. Đây đều là mặn hết mà. Đó, do đó đó thì các vị Phật tử đó, các vị hành giả nghe, ngồi 3 tiếng, 4 tiếng là hết khổ hay sao? No, đừng nghĩ vậy. Chết tới nơi đó. Cô chừng á, đó chỉ là một cái vị ngọt thôi. Đằng sau vị ngọt nó, tại vì sao? Sinh ra ta không phải là cốt sắt, hay là bê tông, hay inox xí đáp. Sinh ra ta là thịt da của mẹ cha nắng nót cho ta ra. Thì y chang như đó, nó vẫn còn nguyên cái đó. Không khác được đâu, nó còn như đó. Chừng khi nào mà ta sinh ra mà là robot á, là xương sắt đồng không á, ngồi từ sáng tới tối không đau đó, thì cái đó là khổ nói rồi. Còn này thịt da không mà ăn uống bỏ vô nữa, thành ra nó mềm mỏng quá trên nè. Sữa vô nhiều chừng nào, bơ vô chừng nào, nó còn nhão thịt nhiều nãy nữa.
Ở giờ đồng quê thì nước mắm nước muối nhiều thì nó da chắc địch hơn. Cái đó đó mình mới thấy. Thực ra nó cũng vậy thôi à. Nó chưa tới tour. Nó đang đi vòng. Nó chưa vô tour. Nó vô tour nó giết cái bập gớt liền. Không hay. Cái đó đó không phải. Do đó đó cái người mà tinh tấn này là mình phải chuẩn bị. Phải chuẩn bị chứ đừng có nói là mình hay. Chư Tăng Chư Ni phải nói có nhiều cô ni lên nói than thở. Đó chứ sao con muốn ngồi thiền quá mà sao con ấy khổ quá con ngồi thiền không được đâu, không có được nữa. Sư nói chứ đừng có giỏi, phải nhẫn nại đi, từ từ. Hỏi tại sao con nhẫn nại rồi mà sao cứ vẫn bị hoài. Trời ơi sao nói nhẫn nại mà bị hoài, sao nói gì được. Cái mấy cổ than dữ lắm. Sư nghe nói chứ thôi mấy cổ đừng có than, bớt lại đi. Tại vì sao 1 triệu kiếp quá khứ đó không tu, bây giờ mới trong kiếp này mới có 2-3 ngày đã thấy tu rồi, mới tu cái đồ hết 1 triệu kiếp hết nè. Đâu có 1 triệu kiếp không tu tạo biết bao nhiêu nghiệp, bây giờ mới trong kiếp này mới có 5-10 ngày mình thấy rồi mình muốn hết. Chuyện đâu phải dễ đâu, từ từ. Mình làm cái kiểu đó là chết rồi, thấy không nha. Hai ngón tay sư dừa, hai ngón tay mình chạy này, thiện nghiệp nè đó. Thiện nghiệp nè, giờ mình biết rồi, thiện nghiệp, cái này bắt thiện của quá khứ 1 triệu kiếp, nó gượt, mình chạy, nó gượt, mình chạy, cái chui vô cửa luôn, mình chụp bắn được, rồi thọt, còn nhưng mà cái này mình chạy chậm, mình dễ vui, mình biết thiện, có pháp, Đức Phật nói rồi, mình dễ vui, mình kịch tan, thì bắt thiện nó chụp kéo lôi ra, rồi hồ xong. Thấy không, mình thấy hai ngón tay, mình giơ hai ngón tay, mình thấy đi, mình sử dụng hai ngón tay đi. Tu ha, tu không chịu lo tu, không cho chạy đi ha. Lịch kịch tan vừa đi vừa hút gió nữa ha. Bác sĩ nó chụp vô, nó lội ra, hút gió đi, về đây hút gió tôi. Cái đó bắt đầu lại ở lại, khổ. Hiểu không? Hiểu. Mày cố gắng chứ. Bây giờ mình cũng đang chạy, mà cái đòi sao khổ vậy. Rồi, cái nghe rồi, nghe cái hoan hỷ. Nghe xong cái quan hỷ nha, nỗ lực cái quan bắt đầu hỷ nó lên. Hỷ nó có mấy? Rồi bắt đầu hỷ nó có 5. Hỷ mũi nè. Hãy đó quay qua lộn, hỷ có 5. Nó lộn, nhiều khi nó lộn tùm lum trên nè. Phải không nè? Hỷ nó có 5. Tiểu đẳng hỷ. Rồi, cái thứ hai là sát na hỷ. Sắc na hỷ. Rồi sung mãn hỷ. Hải triều hỷ. Và khinh thân hỷ. Hỷ nó có năm. Tiểu đẳng hỷ. Sắc na hỷ, sung mãn hỷ, hải triều hỷ, khinh thân hỷ. Cái nguồn hành thiền đó, mà họ ngồi thiền mà tinh tấn đó, nó có 5 cái pháp nó lên liền à. Cái pháp này nó lên. Thứ nhất là tiểu đẳng hỷ đó. Họ nổi da gà gỗn ốc lên. Họ ngồi thiền đó, cái họ thấy cái pháp hỷ lạc nó lên đó. Họ thấy vượt qua cái tề nhất mộ đào đó. Nó nhẹ. Quý Chư Tăng trên đây chưa thưởng thức được cái qua cái cơn tề nó hấp dẫn mê ly cùng gợn mà điên cuồng ba trận luôn vậy đó. Ghê gợn lắm, ghê thân. Là sao? Giống như người bác sĩ đó, mình hỏi người bác sĩ tôi coi, họ đo huyết áp của mình á, họ thò cái bao nó vô trong đây, họ bóp, mấy em bóp hết nào mà bóp không nổi được đó, cứng rồi nha, cái tay của mình bị cứng chắc rồi đó, cái nó ghi con số đầu tiên, cái bắt đầu nó cái bác sĩ nó ghi con số đầu tiên hết bóp nổi đó là cứng rồi đó, cái nó ghi con số đó, cái bắt đầu nó tháo cái nút ra, thúc ra cái nghe cái bùm. Nếu mà để cái lỗ tai vô coi, ông bác sĩ ông nên ông để 2 cái ống nghe vô đó, để tai vô, nghe cái bùm, cái máu nó chạy tuốt xuống ra đây, cái nó ghi con số mà vừa cái bùm á, chứ còn chạy thôi không đếm được, thì 120-80, rồi bắt đầu ghi vô 120-80, cái là huyết áp trung bình, mình lên bóp lên tới 160, mà vượt xuống lên 150, ồ huyết áp cao, thì khi mà ta ngồi tê á, khi mà giai đoạn mình ngồi tê đó, thì Chư Tăng Ni gắn ngồi. Khi mà ngồi tê đó, có người ta có 15 phút là nó hết à. Có người có 5 phút là nó hết à. Có người đó 25 phút mới hết, có người 45 phút hết. Mà khi mà nó tê đó, thì nguyên cái vùng này đó, nó cứng căng phồng lên.
mà cục này nó như là cục thịt chết vậy đó, bục gót xuống bụp, nó không có cảm giác nữa. Giờ mình lấy kim đâm cũng không thấy đau nữa, tại vì nó căng hết trên rồi, nó cứng cứng ngắc à. Nhưng mà tới khi mà nó qua được rồi đó, nên cái bụp, nghe cái bùm một cái ha, nó chạy lên tới đầu ngón chân luôn. Ồ, quan hệ quá ha. Đó, cái đó gọi là gì? Tiểu đặng hỷ, nổi cho gà lên liền. Ồ, khỏe rồi, chút cái nặng xuống. Đó là tiểu đặng hỷ, nghe chưa? Sát na hỷ, nó thoáng qua giống như trời xốp, chớp sáng lên một cái trong ban đêm tối, mà trời nó sáng lên một cái đó, là sát na hỷ, thoáng chớp một cái thôi. Trong tư tưởng mình đang ngồi đó, mình thoáng lên một cánh sáng, sáng xoẹt qua một cái. Ồ, đạo quả niết bàn rồi. Nhưng mà thiệt ra mới có là sát na hỷ thôi, chưa có đạo quả niết bàn. Nó chưa? Rồi sung mãn hỷ. Sung mãn hỷ làm cho người mình no vui, no vui lắm. Lúc đó nha, kêu kẻn ăn cơm không còn đi nữa. Rồi kêu kẻn ăn cơm không đi, ngồi im mà hỏi gì? Sung mãn hỷ rồi. Sung mãn hỷ là no vui toàn thân. Còn hải chiều hỷ đó là như sống đánh vào bờ. Thấy mình ngồi thấy cái nếu mà chư tăng ni mà có đi coi mà làm giám thị đó, mai mốt sẽ dắt đi làm giám thị coi. Có nhiều người mà sung mãn hỷ không ngồi. Sống đánh vô rồi đó, lắc lư. Nhưng mà đừng có đảo. Có nhiều người đảo nữa. Như sư thầy đảo, cái sư hỏi tại sao đảo như vậy? Dạ con học môn phái Nga Mi Sơn. Chứ không phải là hải triều hỷ. Học môn phái Nga Mi, nó đảo dữ. Hỏi sao đảo rồi bớt đau. Không phải vậy. Còn kinh năng hỷ là ngồi đó, thiền đó, cái người mình quán hỷ qua hết tê nhất của đau rồi đó, cái thân mình nó nhẹ, cái thấy người nó bay bổng lên. Nghe là kinh thân hỷ, thấy bay bổng lên. Nên có một cái ông thiền nam đó, ông ngồi thiền, ông thấy người ông nhẹ, ông bay lên đó, cái ông lấy cái tay ông đè xuống, cái mở mắt ra ông vẫn còn ngồi uyên ở trên floor, tại ông tưởng thôi, tâm sự ông đụng lên cái trần nhà, ông rớt xuống đau, nên lấy cái tay ông đè xuống rồi cho đừng lên nữa, mà thiệt ông vẫn còn ngồi nguyên ở trên floor, khinh thân hỷ. Nên nó là những cái giai đoạn này nó sẽ trải qua, nó sẽ trải qua, nó thưởng thức cho mình qua cái giai đoạn là niệm rồi chánh pháp rồi cần rồi đó, rồi nó hỷ, nó sanh lên, nó sanh lên cho mình thẻ an an vui, nó sẽ cho an vui. An vui rồi đó, bắt đầu ra mình gì vậy? Rồi đó, vui rồi đó, đây là vui, vui thích, vui thích nè. Đó, cái này là mình vui thích, nó đón, nó trả cho mình cái công lao. Ngồi thiền đó, nó cho mình cái công lao này là mình thấy được vui thích qua hết bao nhiêu cơn đau khổ đó. Nên ngày xưa đó, hồi lúc mà năm 1997, năm 1976, 77 đó, 78 đó, người ta khổ quá khổ, phải không? Cái người ta đi hỏi mấy người nho, người ta nói chứ hết cơn bị cực đến hồi thứ lai. Cái họ nghe vậy còn không mừng, bắt đầu họ nghe họ có niềm tin, cái họ bắt đầu là lo ghe tàu đi hết cơn bị cực đến hồi tới Thái Lan. Nó qua tới Thái Lan là nó khinh an, nó qua tới Thái Lan thì nó khinh an, còn ở đây nó đang là gì? Đang còn bị cực, đang đi tìm. Do đó nó qua khinh an là gì? Rồi an lạc rồi đó, bắt đầu an lạc. Thì khinh an đó làm cho người mình nhẹ nhàng, người mình nhẹ nhàng, bắt đầu mình nhẹ nhàng. Nhưng mà nhẹ nhàng nó chưa xong, cái người lúc đó người thanh thản, nó kéo dài ghê lắm. Cái đó là sư kể cho kinh nghiệm, trên kinh nghiệm mà mình biết được đó, thì nó kéo dài ghê lắm, nó nhẹ nhàng mà nó người thấy nó phỉ lạc gì đâu đó. Nên khó diễn khó tả lắm. Khó diễn cái tả lắm. Rồi cái ngồi yên vậy đó. Thì khi lúc đó đó, mình coi chừng cái lúc này á, nó sắp sửa nó kéo mình ra. Nó kéo mình đi ra, trở lại cái con đường mà của thế gian. Nó có con đường thế gian, mà không quên cái con đường mình đi siêu thế. Nên mình đang đi con đường trở lại hiệp thế đó. Mình hưởng rồi đó. Khi mà người Phật tử đó ở bên Việt Nam á, nó nghèo khổ đó, gian giái thần linh nha, tới chùa cầu nguyện gian giái cầu dữ lắm, Phật nào cũng giái, chỗ nào cũng tới cầu dữ lắm. Con nói thiệt với Phật nha, Phật hứa với con đi, con thề nguyện đó, độ con qua tới Mỹ con tu à nha. Cái bắt đầu qua độ qua được tới Mỹ, qua tới Mỹ rồi cái con nói thiệt với Phật nha, Phật ráng độ con đi, con có chớp đi, con có công ăn việc làm đi, chứ con hiểu chưa, cái Phật độ được có công ăn làm, con nói thiệt Phật chứ con tu à, nhưng mà cho con có nhà để cho yên ổn đi, an cư mới lạc nghiệp chứ. Rồi con có nhà giờ con nói thiệt với Phật nha, Phật độ cho con đi để con có gia đình có vợ con đi rồi con yên tu. Đã bắt đầu nó kéo khinh an, nó kéo từ cái khổ này qua cái hết rồi đã bắt đầu nó vui nó kéo đi. Thiền nó cũng vậy, thiền nó giả tạo lắm, thiền nó giả tạo, nó làm cho mình khổ á thì mình sợ,
Mình sợ cái mình làm chán cuộc đời này, mình gắng lo tu nữa. Nó không, nó cho cái gì ngọt là liền. Nó cho cái gì ngọt liền. Nên Chư Tăng Chư Ni về tối đêm nay mở ra cái bài kinh, mà cái bài kinh 50 trong giáo án Trung Bộ Kinh, mà Đức Phật gọi là kinh quở trách ác ma. Mà trước đó thì Hòa Thượng Minh Châu viết là kinh hàng ma, nhưng mà sư cô là Pali á thì nó là kinh quở trách ác ma. Là vì sao? Là ác ma luôn luôn hình gặp với những người tu hành, nhất là người xuất gia là Chư Tăng. Khi mà thấy mà Chư Tăng mà tu một hút máu đó thì nó hiện bài hai cách. Nó cho, nó nhập vô tâm của người Phật tử. Nó nhập vô tâm người Phật tử trong bài kinh quả trách ác ma. Nó nhập vô tâm người Phật tử đó, đem lợi nó chửi. Nó chửi Chư Tăng. Chửi Chư Tăng dữ lắm. Ông giả tu, ông phải thiệt tu, ông không phải là người tu, ông không thiệt là tu, ông không đúng đâu. Nó lợi nó cho cái người Phật tử nó vô thoá mà chửi bắn ông nhà sư. Chứ nhà sư gán buồn quá, lên gặp Đức Phật. Đức Phật nói chứ, rải tâm từ vô lượng vô biên cho chúng sanh đi thì không quan trái, rải tâm từ nó không có chửi mắng mình nữa. Thấy Chư Tăng yên tĩnh, nó lợi nó nhập vô tâm của người Phật tử để mà lợi chửi Chư Tăng đó, mà thấy Chư Tăng vượt qua cái cảnh đó yên tĩnh, nó quay trở lại liền. Cái đường thứ hai, nó nhập vô tâm cái người Phật tử khác, lợi cúng dường, ngài thiệt là công đức tu vô lượng vô biên nha, so trên đời này không có ai sánh bằng ngài. Thiệt có ngoài Đức Phật ra chỉ có ngài là thứ hai thù đó. Rồi phải cúng dường cho ngài à. Ngài muốn cái gì cúng dường. Cái Chư Tăng sao? Vui quá rồi. Nhất Phật nhì mình rồi. Đó, đó. Cái bắt đầu mình gớt. Gớt cái đùng xuống. Từ chối một lời khen. Tức là muốn khen lại lần nữa. Hiểu không? Từ chối một lời khen. Tức là ta muốn khen là lần nữa, cúng dường đó, mà chúng ta cứ thọ nhận vậy đó, tức là ta muốn cúng dường lần nữa. Chúng ta phải cẩn thận, khinh an là cái pháp y như vậy, ở trong bài kinh mà quả trách ác ma, tối nay Chư Tăng Chư Ni về mở ra trong giáo án Trung Bộ Kinh, bài kinh thứ 50, nói lên cái bản chất thật như vậy đó. Những cái vị ngọt này không được, chúng ta phải đi qua. Mà khi chúng ta đang khinh an mà ta vui cái này đó, là tâm ta chưa có định. Do đó chúng ta phải đi tới cái chi pháp định giác chi. Đó, cái trạng thái cái tâm được an trú rồi đó. Tâm an trú nó có mấy loại an trú? Có mấy loại an trú? Tâm an trú định đó, nó có ba loại an trú. Ba loại an trú ta gọi là ba loại định. Định thứ nhất ta gọi là gì? Cận định. Định thứ hai là sát na định. Thứ ba ta gọi là nhập định. Đó. Rồi thứ ba là nhập định. Bạch hành giả tiến tu tới mức đó thì hành giả mới thấy được ba điều. Tức là chúng ta thấy sát với đề mục rồi. Sát với đề mục rồi đó. Đề mục có đó đó. Đề mục gì? Đề mục tức là đối tượng của ta. Đề mục tức là đối tượng của ta. Thì hành giả thiền Vipassana bắt đầu không còn nhìn vô cái hơi thở nữa. Bắt đầu hành giả không còn nhìn gắn bó vô đề tờ hay hơi thở nữa, mà hành giả bắt đầu nhìn thẳng vô thực tướng, vô thường khổ đau vô ngã. Thấy cái thân này bắt đầu nó hoại, bắt đầu cái thân này làm ta khổ, thân này mình giữ không được rồi đó, bắt đầu nó tuột giống như chiếc xe đổ dốc xuống mà không có thắng. Cái vì đó bắt đầu đeo theo sát cái đó để mình thấy được cái bản chất thực tế của nó ra, thực tướng nó ra, đó gọi là cận định. Nhưng mà cận định này á nó nhanh quá, nó sanh diệt quá nhanh, lúc đó là danh pháp không à, với sắc pháp thì nó hoại diệt thấy rõ rồi. Thì lúc bấy giờ đó thì có khi có khi không, vừa thấy nó vừa quắc, vừa thấy vừa mắt, định của mình vừa sát đồ cái bắt nó ra, mắt vừa sát vô nó thấy ra, sát vô nó thấy ra. Nếu như ta thấy như này, cái đèn pin á mà nó mở sáng luôn á thì chúng ta thấy nguyên con đường dài có đèn pin nó phát xuống nên mình thấy. Nhưng mà có loại đèn pin nó chớp tắt đó thì chúng ta thấy vừa sáng lên mình thấy khoảng khu vực đó là mình đi liền, cái nó tắt là rồi, nó sáng lên một cái nó mình đi liền, cái đó là gọi là sát na định. Mình đang đi tới gần vô cái trung tâm của đối tượng mình đang tới rồi đó, thì xác ra định. Thì tới cuối cùng đó thì khấn khích vô trong đối tượng nó luôn, khấn khích vô trong đối tượng nó luôn, đới đề mục nó luôn, ta gọi là nhập định appana. Nhưng mà nhập định như vậy đó là chúng ta bám sát vào đó, nhập định như đó thì tới lúc đó thiền quán kêu ta phải xả giác chi, thay phải buông bỏ. Thầy thấy chi cũng trả, thầy cũng xả hà. Rồi, xả giác chi. Xong lúc đó, xả giác chi chúng ta biết bát phòng. Bát phòng nó có 8 ngọn gió đời.
thì con đường tu tập thiền quán ta cũng na ná như vậy để chúng mình bị chi phối. Thứ nhất là gì? Hả? Dạ. Thứ nhất trong tám ngọn gió đồi chư tăng ni còn nhớ không? Dạ kể. Hả? Hả? Lợi suy, giờ lợi suy rồi. Lợi răng chứ. Lợi danh, rồi vợ danh. Rồi lợi danh. Và bắt đầu nghe kể kể thấy ớn quá ha. Bây giờ nghe kể cái tám ngọn gió đồi mà nghe kiểu kiểu mà nhá nhữ giống như sắc là định vậy đó. Nha, định nhớ nè. Rồi chúng ta khen và chê. Ồ, mới nói cái biết liền ha. Khen cái bắt đầu là chê liền. Nghe chưa? Được chưa? Được. Mắc. Đó hay, được cái là mắc liền. Hay, lắm hay thiệt đó. Hồi nãy vừa nói nghe thì gì mà lợi danh tùm lâm dường vô cái là bắt đầu là có liền ha. Thấy không? Rồi gì nữa? Hơn. Thua. Rồi gì nữa? Vui. Khổ. Trời ơi buồn. Vui khổ, hạnh phúc và khổ đau. Thấy chưa? Vậy lúc bây giờ nhưng mình thấy cái này đi nữa. Mà nếu ta chưa giải thoát, ta thấy cái này đi nữa mà ta chưa có niết bàn, ta thấy cái này đi nữa mà có trong tay đi nữa cũng sẽ dục mắt, thì lúc đó tao xả ra đi. Lúc đó ta xả ra đi, buồn hết à. Có vui đi nữa rồi cũng phải buồn, có lạc đi nữa rồi cũng buồn, có được đi nữa rồi cũng buồn. Cái đó gọi là xả giáp chi. Khi xuống mà ta xả giáp chi đó, người ta mới đi qua con đường là gì? Của Bậc Thánh. Đi qua con đường Bậc Thánh. Đi qua con đường Bậc Thánh để mà chúng ta bỏ phàm. Lúc đó bây giờ đó, cái giai đoạn này quyết liệt. Mà tới cái cặn, tới cái định này rồi đó. Tới cái định này đó, mà bước qua cái xã này đó. Thật sự là khó. Thật sự là khó. Nhưng mà từ cái xã này mà bỏ phàm để qua Thánh đó, khó hơn. Khó hơn nữa. Khó hơn nữa. Lúc đó nó cứ gì lưỡng lự không bước, không dám. Bỏ ra thì nó mắc sao? Công lao gì gây dựng quá trời lâu rồi, bây giờ bỏ ra mắc sao? Tiếc, không, tài sản quý mà. Chỗ đó nó không chịu buông. Cái xã này đó, nó dần co ghê lắm. Dần co dữ lắm. Tới mức độ mà chúng ta sẽ thấy rồi đó. Ngay cả người tu đó, mà họ được cái an trú định rồi đó. Họ tưởng là họ đạo quả niết bàn rồi đó. Mà tới mình nói họ đó, họ cũng chưa có chịu mà nhận thức, hay là họ đồng ý mà buông ra để đi theo con đường hòa của Bậc Thánh Nhân đâu. Ta mới thấy điều là rất là quan trọng. Tại vì sao? Cái xả cái này ấy, là nó đang xả cái pháp, nhưng mà nó chưa xả cái ngã của họ, bản ngã của họ. Tại vì họ nói có tôi giữ được cái xả này, có tôi biết được xả này, chính tôi hiểu được cái xả này. Tôi là cái người đang xả bỏ nè. Tôi là người đang xả bỏ. Thấy nghe hay không? Tôi trong đây không ai xả bỏ của mình. Tôi xả bỏ. Ghê không? Ghê cái đó. Giơ tay lên đó. Tôi xả bỏ hết rồi đó. Giơ tay lên. Họ xả chưa? Xả rồi. Xả đâu? Xả hồi sáng. Xả sáng thôi. Chứ đâu có xả hết ngày đâu. Cái đó đó. Chưa xả. Cái đó chứ ta này phải cẩn. Cẩn thận nguy hiểm. Phải nguy hiểm để mà ngừa. Tại cái chỗ đó sâu là sâu chỗ này nè. Sâu chỗ này nè. Họ xả rồi nhưng mà họ chưa buồn. Xả mà họ chưa buồn. Do đó phải cẩn thận. Rồi khi mà xả tới mức đó thì cái pháp gì mà chúng ta đánh cho họ, cho họ xả. Đánh cái gì cho họ xả. Đó cái bậc vị thiền sư đó, họ thấy cái gì họ cũng yên hết rồi đó. Thì thiền sinh nó là tốt rồi đó. Họ một thời gian họ tu đó, đạt rồi đó. Nhưng mà mình biết ông thiền sinh này bị dính cái xã. Xong cái xã này ông đang dĩ lấy đó là cái tài sản ông đang giữ. Ông chưa kịp buông cái tài sản này ra. Bắt đầu mình lại mình nói. Đời thiệt là khổ. Mình nói bắt đời là thiệt là khổ. Thấy không? Đời thiệt là khổ. Ông nói chứ. Chuyện thừa ai mà không biết. Ông nói chuyện thừa ai mà biết. Nhưng mà khổ cái là mình không tìm được cái nhân nó sinh ra khổ đó đó. Mình mà đang nói chứ. Cái mình nói cái. Đời ai mà. Ông nói liền, đời mà ai mà không biết khổ, đâu cần phải nói chi nữa cho dông dài, không? Tốn hao hời sức. Cho nhưng mà mình tìm ra được cái nguyên nhân sanh khổ này nè, mới ra là khổ nè. Lúc đó, họ bắt đầu mới nghĩ, khổ chi? Khổ nó có 8, đúng không? Tâm nói là khổ có 8, đúng không? Rồi chúng ta ghi ra nè, thấy không? Sanh, già, đau, chết, đúng không? Rồi ái, biệt ly,
quán tấn hội cầu bất đắc, rồi cầu bất đắc, rồi kế nữa là gì? Ngũ thủ uẩn. Rồi mình bắt đầu chia ra tám cái này, rồi chia tám ta ký chứ dọc ngang, rồi chia dọc xuống, rồi cho ta chia cho thấy. Rồi họ nói chứ đời là khổ, họ nói chứ cái đời là khổ đó là họ nói cái thế gian. Vậy vì sao họ chưa có xả cái ngã của họ, họ chỉ nhìn thế gian không à, tức là đưa cái mắt cái nhìn ra ngoài đời là khổ, chỉ có họ là tu là họ nói khổ thôi. À họ nói vậy đó, đời là khổ, chỉ có họ tu họ mới khổ. Nhưng mà khi đó đó họ không có thấy được cái họ cũng phải bị già, họ đang bị gặm nhấm cái đau và họ sẽ dần tới cái chết. Họ không thấy và họ sẽ xa cái trạng thái họ thích mà đừng buồn. Họ không thấy được cái trạng thái họ muốn đừng có, mà mong cầu đừng đối diện với những cái gì mà nó muốn không thích mà nó tới, và muốn xin đừng có trở lại thì không ra. Cái đó đó, lúc đó giờ họ mới chịu bỏ cái xã của họ. Họ mới chịu xả cái xã của họ. Tại vì họ cứ nghĩ rằng là ái biệt ly là phải xa cha, xa mẹ, phụ mẫu ăn thăm chung hữu biệt, nó danh dách vậy đó. Phu thê nghĩa trọng dạ phân ly, nhân sanh tợ điệu đồng minh túc, đại hạn lai thời cá thi phi. Ồ, đời sanh ra lại ái biệt ly ai cũng có, nghe hay vậy đó. Nhưng mà chính họ, họ không có muốn biệt ly cái già, họ không muốn biệt ly cái chết, họ không muốn biệt ly cái chia lìa người thương, tài vật của họ đang có. Họ không có, không có muốn, họ không thấy cái sanh của họ đang già đi, mà cái già của họ đang chết đi, và cái đau của này nè, bắt đầu họ buông bỏ cái xác thân này họ đi, và khi mà cái chết á nó đến rồi đó, họ không nắm được cái gì hết cả đó. Cái đó gọi là ái biệt ly, chứ đừng có nói là người với người kia mà xa nhau mà thương mà khổ gì đâu. Cái này là ái biệt ly ngay tại pháp đây nè. Còn cái quán tấn hội đó là mình không có muốn già nó đến khi mình còn trẻ, cái bệnh nó đến khi mình còn đang khỏe, mà cái chết mình không muốn đến á, người đang còn đang sống. Do đó đó, quán tấn hội à, chứ đừng nói mình ở gần với người mà ho hoài mình ngồi khó chịu đâu. Không phải mình ngủ chung với người mà ngoái ngái lớn mình không quán tấn hội đâu. Cái đó là xưa rồi, nó gọi là diễm xưa, không cần nói tới nữa. Bây giờ mình nói ngay bây giờ mình đây nè, già nó đến mình không muốn, mà nó đến rồi đó, quán tấn hội à, quán tấn hội à, mất đi cái trẻ của mình đó là ái biệt ly à. Chứ đừng có nói cái kiểu mà thế gian không có. Do đó đó, cái anh này anh mới chịu buông nè. Khi anh mới thấy anh buông nè, tại vì anh ôm hoài, anh ôm cái anh ngồi thiền, anh ngồi được rồi đó, ôm. Nhưng mà anh đang đối diện một cái khổ đế, mà do từ đâu? Do nó tập đế. Là tại vì sao? Họ dính mắt, cái dính mắt đó gọi là ái dục. Ái dục, dính mắt cái gì? Dính mắt trong ba cái mà họ không thấy. À, dính mắt trong tham, dính mắt trong sân, dính mắt trong si. Họ dính mắt luôn trong ca. Ghét họ cũng muốn giữ lại, nó không muốn buông. Ghét họ muốn giữ lại, họ đâu có buông. Do đó họ mới có câu gì? Hãy đợi đây, ngộ sẽ báo trù. Nghe không? Là họ giữ cái sân. Họ giữ cái sân mà nó nuôi cái sân đó. À, quân tử vô. Nãy bắt đầu nghe cái câu nho này không? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn đó kìa. Đó. Là ái dục trong sân. Ái dục trong sân, mà trong ái dục trong sân nó kêu bỏ đi đừng giữ cái đó nữa. Họ không buông ái dục trong si. À, cái đó đó. Đó này mình cứ nghĩ là ái dục là trong tham không à. Nhưng mà thiệt ra bản chất mình có trong sân nữa. Cái sân mình cũng muốn giữ, mình đâu có bỏ đâu. Nè, thí dụ như mình cho người ta mượn tiền đó mình vui. Cho người ta mượn tiền mình vui. Nhưng mà thấy người ta mà không trả tiền á mình sân không? Sân chết luôn đó chứ. Sân trước, sân sau, đủ thứ loại sân hết á. Còn muốn nối sân nữa, 87 có, 89 có, 93 có, mà sân hơn nữa sân máy bay luôn. Đúng không? Lên tới sân máy bay nữa. Thấy không? Chứ đó đó, cái ái này mình cũng muốn nè. Còn cái người ta nói chứ, thôi ráng tu đi, bỏ bớt cái sân đi, kệ tôi, đang làm người Phật tử, đang là người xuất gia, sư coi bài kỳ rồi cũng có nữa, có mấy cô ni ghi vậy đó, cái sư mới nói chứ, ủa,
cổ đang là người Nico mà cổ muốn trở thành người thợ mộc thì đóng cái kệ không à. Nó tới cái họ đóng cái kệ, đưa cái miệng vô, để cái kệ vô miệng hết nó luôn. Kệ tôi. Ê không là đi làm thợ mộc rồi. Đi thợ mộc đi đóng kệ không à. Thấy không? Ngã mạng có mấy? Ngã mạng có ba. Ngã mạng có ba. Ngã mạng có ba. Ngã mạng trong hơn. Ngã mạng trong bằng. Ngã mạng trong thua cũng là ngã mạng vậy. Thua cũng ngã mạng đó. Thua ý thua. Thua ý bằng. Thua ý hơn. Bằng ý thua. Bằng ý bằng. Bằng ý hơn. Hơn ý hơn. Hơn ý bằng. Hơn ý thua. Vẫn là ngã mạng. Vẫn là ngã mạng chứ. Đâu có phải đâu. Chị hay chị giỏi. Kệ chị chứ. Tôi vợ tôi ngu. Tôi chịu tôi. Trễ tôi chứ. Cái là ngã mạng nữa rồi. Phải sửa. Phải sửa. Cái sửa đó. Sửa này còn hơn là sửa ensure nữa. Cái đó bà chắc chắn phải sửa rồi đó. Cái đó đó. Cái ái dục nó dính. Ái dục nó dính cứng trong đó. À, cái đó là ái dục trong si. Ái dục trong si. Không rõ. Mà si đó gọi là gì? Dù mình. Dù mình. Ái dục dù mình. Do đó đó. Những cái đó đó mình phải quán. Khi mình ngồi thiền đó. Khi mà mình chiều nay mình ngồi thiền cũng vậy đó. Mình ngồi thiền mình phải coi. Mình coi là lúc đó là sao. Gán nè. Gán ghiếc thành bánh chén sao. Trời đất ơi. Gán ghiếc thành bánh chén. Tại sao nó dịp lép rồi. Nó vậy đó. Nên mình phải cẩn thận. Mình phải tìm cái pháp. Mình quán. Đây là pháp đó. Nên á. Nếu mà ta quán về cái tâm á. Ta cứ quán tham sân si. Quán về cái thọ. Ta nói hỷ u xả. Ta nói về cái thân. Chúng ta nói sanh diệt hoại diệt. Cái tứ đại đăng bất hòa. Người ta nói vậy. Nhưng cái pháp đó muôn trùng. Nhìn thấy đâu cũng có hết á. Đâu cũng là pháp hết trên á. Lúc nào mà cũng nhìn thấy được pháp. Mà cái chỗ mà mình được thấy pháp đó là bởi ba chi. Niệm, định và tuệ. Nhìn thấy, ghi nhớ, tập trung nhìn thấy. Để mà rõ biết. Rồi mình giải quyết vấn đề nó liệt liền bởi trí tuệ. Tập trung cho đó. Khi cơn đau nó đến, chúng ta nhìn cái đau. Đau à, đau à. Rồi mình nói, mình thấy đau tới, mình đối diện nó hay không đối diện. Mình thấy đau, mình đối diện nổi, mình làm luôn. Còn nếu mà đau không đối diện được nó đó, mình nhượng nó một cái, xả cái chân nó ra một chút. Nhưng mà mình không có bỏ thiền, không có xả thiền. Có nhiều khi người ta đau quá, người ta xả thiền rồi đó, nó bắt chướng. Thì sao nó buồn cơ, dường vô cái đau cái đó, thôi chắc thua rồi, xả nữa. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta. Chứ ta phải diệt trừ đó là cái lậu hoặc. Cái ta thói quen tập khí. Chúng ta phải diệt đó trước à. Chứ đừng đó. Bây giờ đó. Chứ đến nay ta chiều nó. Rồi ta cứ chiều nó. Rồi nó bắt ta chiều mãi. Rồi nên ta phải hiểu cái đó. Giờ thăm chiều nữa. Rồi bây giờ cái chuyện bản chất của nó là gì? Đau. Vậy thế thì ngồi thiền mới đau. Hay là trong đời sống hàng ngày mình có đau không? Có. Nó hiển bài. Đâu cũng có hết đó. Giờ đó đó mình cũng thấy. Rồi cái tê. Bây giờ mình nói cho ngồi thiền nó mới tê. Chứ trong đời sống hàng ngày mình có bị tê không? Có. Khi mình ngủ đó, mình ngủ mình quên đó coi. Mình ép cái tay thấy người tê cứ ngắt à. Cái làm mình thức giấc vậy. Đó. Cũng có vậy. Đó. Rồi cái mình ngồi thiền mình thấy mới nhất. Trong khi mà ngồi thiền mình thấy nhất. Chứ còn đời sống ngày mình có bị nhất không? Có. Cái người bị bệnh gao đó. Nhất cũng chết luôn rồi đó. Lên trên cầu thang không nổi nó bò đó. Bò lên cầu thang. Thấy đau quá mà. Mà cái đau nó lên nhất hai tay chừng cũng sưng hết. Cái đó nó nhất đó. Thế thấy ta ngồi thiền ta bị mới nhất sao? Không phải. Cái đó đó mình nhìn thấy. Khổ. Khổ do đâu? Do cái ái của ta giữ. Do ái ta gì? Rồi. Ta nói tới cái chết. Ta nói tới cái chết. Ai biết được chết mà là khổ? À, cái đó chưa nói. Ai biết được chết mà khổ? Nên nói khổ là chết. Chết là khổ. Không phải. Chết nó có ba. Chết nó có ba. Chết ba loại chết. Cảnh nghiệp. Nó đến. Rồi cảnh nghiệp tướng nó đến. Cảnh nghiệp tướng nó đến. Cảnh nghiệp tướng nó đến. Rồi cảnh thú tướng nó đến. Rồi đó, cái đó là chết nó đến. Dạ, cảnh nó chết. Đó. Khi mà chết á, mà chúng ta phải biết được ba cái đó, ta mới là khổ. Cảnh nghiệp nó đến. Cảnh nghiệp tướng nó đến. Rồi cảnh thú tướng nó đến. Thì khi đời sống hàng ngày á, mà chúng ta làm ra sao đó. Ví dụ như là sư là thầy giáo. Trong đời sống hàng ngày sư cứ dạy hoài đó. Tới khi già tới đó, hết dạy rồi. Hết dạy rồi bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi. Không có đi dạy nữa để cho đệ tử đi dạy.
ở nhà ngồi ngồi thiền đọc sách hay là đi dạo vườn xung quanh góc nhà của mình thôi. Cái đó. Nhưng mà một đêm sư nằm ngủ, cái sư thấy thấy mình đi dạy, thấy mình đi dạy sân hái dạy, lên bục giảng giảng dạy. Cái bắt đầu mình thấy sáng thức giấc dậy, sáng thức giấc dậy, ủa lâu lắm rồi, mình rời thai rồi, ăn tiền già rồi, được lãnh tiền chính phủ, tiền già Medicare có đủ hết rồi, mà sao tối nay ngủ mà thấy mình đi dạy học lại. Bắt đầu mình ngồi nghĩ lại, cảnh nghiệp nó báo tới rồi. Cái chừng hai ngày sau cái nằm ngủ nữa, nằm ngay sao thấy nữa, là thấy người ta đem bông bông qua tới tặng, tại vì mình giảng hay giảng tốt, người ta thưởng bằng bông qua. Còn nếu như mình thấy người ta lấy đá cho trội mình, lấy cà chua trội, lấy trứng trội, là mình dạy dở dạng bậy, người ta chê. Cảnh nghiệp tướng cái xúc giác vậy, sao kỳ ha, mình sao mà có cái cảnh này, sao kỳ vậy, cách đây 10 năm rồi mình đâu có thấy, không thấy dạy, mà hai ngày nay sẽ trở lại. Còn bây giờ lại thấy, tối hôm qua mình ngủ mình thấy là nó có là được khen, được tặng bông, được tặng quà, hay là được bị chê, bị lấy đá trội với cà chua trội, thế là cảnh nghiệp tướng đến. Thì khi đó đó mà cái người mà tu mà không có hiểu đó, cái khổ đế đó là vô minh đó, là tại vì sao cảnh nghiệp tướng nó đến rồi thì nó tới cảnh thú tướng, hai ngày sau nó tới. Trong khoảng thời gian từ cảnh nghiệp tới cảnh thú tướng không quá 7 ngày là nó đi đến tới tử vong. Cái này là cảnh cuối cùng. Tới cảnh thú tướng tối cái nằm ngủ thấy nguyên cái đám hừng lửa lên, lửa đốt cháy lên. Thì có đó thôi, tiêu rồi đó, lửa đốt là đi địa ngục. Đi địa ngục đó, mà nằm ngủ mà thấy nguyên cái hang động đen thui, đen thấm thấm, mình đi vô trong đó, ngạ quỷ, vô ngạ quỷ. Hay là mình đang nằm ngủ, mình thấy mình con gà, con vịt nó chạy tới, nó mổ này mổ kia, đi súc sanh. Còn mình thấy người với người nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ, trở lại làm người, thấy cung trời sáng vượt lên, là sanh thiên giới. Lúc đó cảnh thủ tướng đã đến. Thì ngay khúc đó mà người tu á, nếu mà mình tu mà Vipassana mà áp dụng nè, ngay khúc đó nó người tu Vipassana không có nghĩ tới đó nữa, cắt bỏ liền, đừng ngồi suy nghĩ, sáng thức dậy ngồi suy nghĩ đó, nó tưởng nó nuôi mình liền, tưởng nó nuôi mình liền, rồi nó đưa qua tới cái hành rồi thức, cái mình mong mình nghĩ lại. Như ngài Tịnh Sự tới những ngày cuối, ngài nói chứ tu Việt Nam chán quá, không tốt, tôi mà chết thì tôi đi về Thái Lan tôi tu tiếp. Cái đó nó đi liền à. Chứ lúc đó mình nghĩ giải thoát, mình nghĩ tới Niết Bàn, nghĩ tới là buông bỏ. Thì lúc bấy giờ mình nếu tới mình nghĩ tới giải thoát, Niết Bàn, buông bỏ, mình không có muốn, và mình không có ghét, và mình không có hiểu biết nữa, mình sáng suốt rồi đó, là mình cắt cái này nè, thì nó ra khỏi cái này, thì mình mới đi. Chứ không thì ở lại liền à. Chứ đó khi mình thấy cái này, sợ quá, sợ, nên là sợ quá, không biết mình đi tới đó, sợ quá, tại sao mình nghĩ là mình phải đi tới đó, thấy anh à, trời ơi, thấy cái gì không biết là mình giải quyết sao, trời ơi, cái này ghê quá, không biết, thấy người với người vui quá, chắc mình sắp được gặp lại cổ quyền thất tổ rồi đó, là mình còn giọng bóng tập sinh, vẫn còn nuôi chủng tử trở lại, và còn muốn tái tục trở lại lần nữa, dù lần sanh trong tam giới, vẫn còn có, cái này nó đi, cái khổ này nó đi tới. Giờ đó tới khúc này đó, là ngồi lên liền, Vipassana, lúc này là tập trung, lúc này là đi tới cái trạng thái, chịch pháp, cần hỷ sinh an, định xả liền, đi liền. Còn lúc bây giờ đã phát triển đạo lên, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp các bạn, làm liền trong lúc này, chuyển nghiệp, đây là chuyển nghiệp, giai đoạn cuối này còn 2-3 ngày, chuyển nghiệp, ngồi chư tăng tới, rồi nghe kinh kệ, rồi bắt đầu ngồi niệm liền, cái đó, nó chuyển, nó đổi qua, thủ tướng, cắt luôn cái thủ tướng này, là vì nghiệp mình chấm dứt, mình buông bỏ luôn, thì lúc đó, giải thoát niết bàn, cho còn không, tục sanh trở lại tam giới, là như vậy đó. Cái lúc đó đó nó mới là khổ đế. Khổ đế là tại vì cái chết nó đến, mà tội cái chết đến mình còn phải sanh lại mới là khổ. Chứ chết mà đi giải thoát niết bàn đâu có là khổ. Chết mà phải trở lại sanh. Sanh là đi tiếp tục một chủ đường dài nữa. Cái đó mới là khổ. Vì tại sao khổ? Tại sao chết mà khổ mà tại vì trở lại sanh? Tại vì sao? Cái này nó làm cho mình sống trở lại. Cái chết này mình buông rồi.
cái chết này mình buông rồi. Nhưng mà cái này, cái ái dục này nuôi mình trở lại. Do đó mình có cái sanh trở lại, để rồi mình đối diện lại sanh già đau chết. Do đó đó, mình thấy mâu thuẫn. Nghe pháp Đức Phật xong mình nghe mâu thuẫn. Mỗi lần cái người nào chết á, mình đứng mình khóc à. Thấy người nào chết khóc, đứng khóc khủ lắm, khóc, khóc dữ lắm. Nhưng mà tới đứa bé vừa sinh ra đời vỗ tay mừng, làm mở tiệc, đãi, làm bánh bông lan bự thật bự, chúc mừng nó. Chết là nó hết nợ. Vừa sinh ra nợ nó trồng chắc nó lên, bây giờ nó đang ló đầu lên, nó đang trả nợ nè. Vì lại mình mừng nó. Mà cái chết thì mình lại khóc. Trời ơi, mình phải mừng cho nó. Ông đi trước không khỏe, tôi đi sau, tôi không biết ai lo cho tôi đây. Không chịu. Mà mình cứ là khóc. Khóc khóc để chi, ổng ở lại với mình ha. Cái đó là ái. Cái đó là ái dục, chứ không phải ái biệt ly. Cái đó là ái dục, chứ không phải ái biệt ly. Chứ Tăng Chinh Ni thấy không? Do đó đó, người đời á, thấy con nít ra thì mừng, mà người chết thì khóc khổ la thang. Nhưng người tu của mình á, là ngược đời. Đạo là ngược đời. Chúng ta phải nhìn thấy. Thấy người nào mà chết á, mà không phải vỗ tay người ta chửi chết. Mình nói à, ông may mắn quá, ông đi trước tôi. Ông hết nợ rồi đó. Tôi còn đang gì, còn đang khổ nè, cái bà Hậu Tăng mà chửi tôi hoài nè. Đó, mình làm chủ trì mà biết bà Hậu Tăng chửi hoài đó. Cái đó mình nói chứ, ông đi trước đi. Ông lẹ đi, chứ không bả bữa nay bả hâm tôi là không có để bác cho tôi hết đó. Tôi đang sống thì tôi khổ quá nè, chứ chưa ra được. Mình ở là mình khổ nè. Mình ở là mình khổ nè. Còn ông đi, ông hết nợ rồi. Đừng có buồn, đừng có khóc. Do đó đó mình phải thực tế gì đó. Do đó mình phải thấy người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc. Tu hành chưa đắc đạo, lần lượt đến viên ta. Thấy chết, mình phải suy gẫm. Còn có nhiều người ta nói khi chết, mình lại mình chia tan quyến, chia với tan quyến, chia buồn hay chia vui. Đó, mình đang nghe cái kỳ kỳ ha. Hỏi chia buồn hay chia vui. Đó, chia buồn đó là khi nào mình lại mình nói, trời ơi ông ơi, tôi tới trễ quá, ông đi sớm quá, ông còn thiếu nợ tôi 5,000, mà giờ đây bà ông đi rồi, tôi lấy tiền đâu tôi đòi. Cái đó là mình chia buồn cho người ta. Còn khi mà người ta chết, mình lại nói với gia quyến, cả đời ông này làm việc thiện không à, một đời ông này giúp biết bao nhiêu người, mà tôi đây nè cũng được ông giúp nữa. Tôi cần cái gì, tôi thiếu cái gì, tôi nhờ cái gì ông giúp hết á. Là mình đem cái niềm vinh quang cho người ta tới, đem cái niềm vui cho người ta tới, đem được sự an lành cho người ta tới, chứ không tới mà kể lại khóc than mà làm cho người ta đau khổ khổ thêm nữa. Cái đó là mình chia vui. Ta nói là nghĩa tử, nghĩa tặng. Đừng cới bới ra nữa, nó kéo ra mình chửi nữa. Rồi thôi, cái đó là chia buồn của ta. Cái ta đang đau khổ mà còn nghe những cái chuyện buồn đau khổ mà ta bị dồn nén, người ta vừa thẳng hình thành còn sống, ta đâu dám lời nói. Lời nói ông đập chết cho. Cái đợi ông chết một lần là sổ ra. Cái đó là chia buồn, chia khổ của người ta. Còn mình lại mình nói chứ, một đời ông sung sướng lắm, một đời ông làm việc thiện không à. Tôi tin tưởng rằng ông này sanh thiên à, hay là tôi tin tưởng ông này là giải thoát rồi đó, không có đau khổ đâu. Chư Tăng Chinh Ni đọc lại những bài kinh mà Đức Phật nhìn thấy những người đã chết á. Cái Chư Tăng hỏi, bạch Đức Thế Tôn, người này đi về đâu? Như Lai thấy người này không còn ở trong đời này nữa. Ngài đâu có nói cái gì khác hơn đó, giải thoát rồi. Chư Tăng Chinh Ni hỏi, bạch Đức Thế Tôn, thấy người này mất rồi, đi về đâu? Như Lai thấy người này sanh khỏi thiên giới. Thì thôi, chứ Ngài không có nói cái gì hết à. Còn mình lại mình khóc, nước mắt dầm về đủ thứ hết. Rồi cảnh khổ mình cứ kể ra hết bao nhiêu. Ông đi rồi ông để là tôi biết bao nhiêu cái nợ, bao nhiêu cái nặng, bao nhiêu cái nợ nặng, ông đưa trút cho đầu tôi. Cái đó là mình làm khổ ông ta. Nếu như người đã chết mà chưa có giải thoát, mà họ còn lẳng quẳng lanh quanh ở trong đó về hai cái pháp tham và sân, dính mắt mà họ không đi, sân mà họ cũng không đi, tiếc của hay là giận đứa con họ không đi. Nhà sư cũng vậy, giận đệ tử mà không đi, sân ở lại trong đó, mà mình lại mình kể lễ trong cái trạng thái mà mình chấp hờn mà mắng nhiếc nữa đó, họ đau khổ hơn nữa và họ thọ lãnh khổ đau hơn nữa. Cái đó mình làm tội cho người ta nữa. Cho đó đó, mình tới đó mình chỉ chia cái phước, hay là mình hồi hướng cái phước, hay là mình cầu nguyện cái công đức tu tập mình có, mình chia cho họ để mà họ hưởng phước, họ siêu thoát nó đi.